Hiện tại các anh chị học viên vẫn đang vào đấy ạ, thì khả năng là Rồi cứ cho đủ đi rồi làm luôn thể. vâng. À, đã quá 5 phút rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị học viên đã tham gia lớp bình luận kết quả của sinh ngày hôm nay. Thì ở bài hôm nay thì thầy Nam sẽ trình bày và hướng dẫn cho anh chị bài về đài thao đường. Thì cũng đã đến giờ vào lớp thì xin mời thầy Nam đưa thầy lên lớp thôi ạ. À, xin chào các anh các chị, các anh các chị có nghe được tiếng tôi nói không nhỉ? À, Nghe rõ vậy ạ. nghe rõ nhỉ? Chúng ta bắt đầu vào chương trình nhá. À, cũng xin giới thiệu với các anh các chị là đợt này thì chỗ trung tâm mà đào tạo chất lượng anh Quang có tổ chức lớp tập huấn về biện luận các kết quả xét nghiệm cho các chuyên đề về đái tháo đường, về viêm gan, thận tiết niệu, rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh nhồi máu cơ tim, rồi là rối loạn chuyển hóa mũi nước vân vân. Chúng ta sẽ cùng nhau và tiến hành trao đổi với nhau. Tôi xin nói là trao đổi với nhau và chúng ta thống nhất một cái quan niệm rằng là chúng ta đã học rồi, chúng ta cũng đã đi làm rồi. Bây giờ chúng ta ngồi lại để trao đổi lại những cái kiến thức chúng ta đã học, có cái gì chúng ta cần cập nhật, cái gì chúng ta cần bàn. Thì chúng ta sẽ tiến hành trong 5 buổi từ hôm nay cho đến cuối tuần. Thì mỗi một buổi là chúng ta sẽ tiến hành một chuyên đề. Một chuyên đề này đi rất kỹ, là rút kinh nghiệm là chúng ta cũng đã, tôi cũng đã tổ chức các lớp. À, nếu như là chúng ta đi nhanh quá thì không giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta đi thật chậm và chắc để giải quyết những vấn đề liên quan tới kiến thức chuyên môn các chị. À, trên thực tế các chị ngày hôm nay ngồi đây tôi tin chắc rằng là cũng có rất nhiều người là cử nhân xét nghiệm, có người là bác sĩ, có người là các cử nhân sinh học khác. Chúng ta ngồi đây chúng ta cùng trao đổi để mà đi đến một cái tương đối thống nhất về các nội dung biện luận kết quả xét nghiệm trong lâm sàng cho các chuyên đề. Thì buổi hôm nay tôi trình bày một cái chuyên đề thứ nhất là cái chuyên đề đái tháo đường. Xin lỗi cái là hình như là cái này đang bị lỗi. Quan xem hình như là đang lỗi ở đâu đây. Em vẫn đang nhìn màn hình thầy ạ. Mình hình như nó không chạy. Không Thầy chạy. thử tắt À, bây giờ bắt đầu chạy đây này. cái Đúng rồi, bây giờ chạy rồi. À, nó nặng quá, đúng không? Thế là chuyên đề thứ nhất là tôi đi trình bày cùng với các anh các chị là bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường này chúng tôi cũng có lúc lấn sân sang cái lâm sàng. Nhưng trên cơ sở lâm sàng chúng ta biện luận các kết quả của cận lâm sàng cung cấp cho lâm sàng. Thế thì đây là một cái chuyên đề mà tương đối là cũ. Tôi cũng xin nói với các chị là nói đến bệnh đái tháo đường, mọi người cứ tưởng rằng là rất cũ và rất là quen. Thế nhưng mà khi trình bày và khi nói đến một cách cụ thể, một cách chi tiết thì chúng ta lại thấy rất nhiều cái lạ và rất nhiều cái chúng ta cần phải trao đổi. Thế thì cái tinh thần chung tại làm sao tôi lại cứ nói đi nói lại là nó mặc dù là rất cũ nhưng lại rất mới. Vâng. Bởi vì thực tế những cái quan niệm về bệnh đái tháo đường trước đây nó đã bị lạc hậu và bây giờ nó có những cái kiến thức mới, có những bổ sung, có những cập nhật về cơ chế
bệnh sinh cũng như là cách điều trị, đặc biệt là những quan niệm giữa lâm sàng, cận lâm sàng của tuyến trên, tuyến trung ương, tuyến tỉnh thì tương đối là chuẩn. Nhưng đối với các bệnh viện mà tuyến huyện, tuyến y tế cơ sở, chúng ta bỏ sót rất nhiều. Và nói thẳng ra là chúng ta biện luận chưa chu đáo. Và chính cái biện luận chưa chu đáo dẫn đến cái phương pháp điều trị chúng ta không chuẩn mực. Và những biến chứng bệnh đái tháo đường ngày càng trở lên nhiều hơn. Thế thì tôi cũng phải nói với anh các chị rằng là bệnh đái tháo đường ở thế kỷ 21 hiện nay đang trở nên rất phổ biến. Tôi xin nói là rất phổ biến. Căn bệnh này đang âm thầm tàn phá cuộc sống của người dân lao động. Và nếu như chúng ta không phòng ngừa, không phát hiện sớm, không điều trị sớm, thì những biến chứng của bệnh đái tháo đường dẫn đến những tình trạng rất nguy hiểm và làm cho người bệnh có thể tàn phế, có thể thậm chí là liên quan tới sinh mệnh của người bệnh. Thế thì tại làm sao nói như vậy? Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta thấy rằng cứ 7 giây thì có một người chết trên thế giới. Chúng ta lưu ý là cứ 7 giây trên thế giới là có một người chết. Và trung bình mỗi năm có 4,6 triệu người chết do bệnh đái tháo đường. Và trên thế giới 10 năm trở lại đây, số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tăng 211%. Tôi xin nhắc lại là tăng 211%. Và tại Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ mắc bệnh của đái tháo đường cao nhất trong tất cả các nước trong khu vực và lại càng cao hơn so với các nước châu Âu. Và tôi xin nhắc lại ở Việt Nam chúng ta so với thế giới là tăng rất cao, tăng cao hơn các nước trong khu vực và càng tăng cao hơn các nước ở châu Âu. Trên thế giới của chúng ta hiện nay là có 415 triệu người lớn độ tuổi từ 20 đến 79 mắc bệnh đái tháo đường. Và người ta thấy rằng là dự đoán vào năm 2040 con số này sẽ tăng tới khoảng 642 triệu người mắc. Hay nói khác là cứ 10 người thì có một người mắc vào năm 2040. Còn hiện nay là người ta thấy rằng cứ 11 người thì có một người bị mắc bệnh đái tháo đường. Đấy, tình hình mắc bệnh đái tháo đường tăng như vậy, cao như vậy và chúng ta thấy rất nguy hiểm. Thế thì chúng ta hiểu là cái cơ chế của đái tháo đường là gì và người ta định nghĩa đái tháo đường ra làm sao, có mấy loại đái tháo đường và chúng ta cũng hiện nay về định nghĩa cũng đã khác ngày xưa và phân loại đái tháo đường cũng khác 10 năm trở về trước. Tôi xin nói với các anh chị rằng là hiện nay cái quan niệm về đái tháo đường của chúng ta rất nhiều người còn mơ hồ. Thế vậy định nghĩa của đái tháo đường là gì? Chúng ta lưu ý là đái tháo đường là một rối loạn chuyển hóa mãn tính quá trình chuyển hóa glucid. Chúng ta lưu ý là chuyển hóa glucid, rối loạn mãn tính quá trình chuyển hóa glucid dẫn đến các quá trình rối loạn chuyển hóa protein, lipid và các chất khác trong cơ thể. Và bệnh đái tháo đường thường có liên quan tới yếu tố di truyền. Cơ chế chính của nó là do rối loạn quá trình bài tiết insulin một cách không đầy đủ hoặc thiếu hụt insulin dẫn đến quá trình chuyển hóa đường mức tế bào không xảy ra hoặc xảy ra rất thấp dẫn đến làm tăng đường máu và có thể làm tăng quá mức dẫn đến những cái tình trạng biến chứng các quá trình hôn mê, đột quỵ của người bệnh. Người ta phân loại bệnh đái tháo đường hiện nay theo Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế. Chúng ta biết rằng là người ta chia ra làm các loại. Chúng ta lưu ý là các loại đái tháo đường. Đó là đái tháo đường type 1, đái tháo đường type 2, đái tháo đường thai kỳ và các tình trạng đái tháo đường khác. Vâng. Như vậy hiện nay về cơ bản người ta thấy có 4 loại đái tháo đường. Khác với ngày xưa người ta chỉ có phân loại theo type là type 1 và type 2. Nhưng bây giờ người ta
phân loại là theo loại đái tháo đường. Loại đái tháo đường type 1, loại đái tháo đường type 2, loại đái tháo đường thai kỳ và loại đái tháo đường tình trạng khác. Và có thể hay gặp đó là đái tháo đường type 1,5. Type 1,5. Thế bây giờ đái tháo đường type 1 là gì? Đái tháo đường type 2 là gì? Đái tháo đường thai kỳ là gì? Và các tình trạng khác hay gặp, người ta hay gặp đó là đái tháo đường type 1,5. Nó là thế nào? Thì chúng ta cũng phải định nghĩa lại với nhau và giải thích cho nó rõ. Trước đây người ta khái niệm đái tháo đường type 1 là đái tháo đường ở người trẻ, chỉ xảy ra ở người trẻ. Và do rối loạn tuyệt đối quá trình bài tiết insulin của tuyến tụy, làm cho insulin trong máu thiếu và mất, gần như là thiếu hoàn toàn trong tế bào. Trong tế bào không xảy ra quá trình chuyển hóa glucid, dẫn đến làm tăng đường máu. Và điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 1 hoàn toàn phụ thuộc vào insulin từ ngoài đưa vào. Và người ta thường gọi đái tháo đường type 1 là đái tháo đường phụ thuộc insulin. Và chúng ta lưu ý là đái tháo đường type 1 ngày nay người ta định nghĩa rất đầy đủ, khác với ngày xưa. Và bây giờ không phải là chỉ có ở người trẻ, mà ở người có rất nhiều người 30 tuổi trở ra mới đái tháo đường type 1. Và cũng ở những người đái tháo đường người trẻ, có đứa là vừa sinh ra đã mắc bệnh đái tháo đường type 1. Có đứa trẻ lớn lên 9-10 tuổi mắc bệnh đái tháo đường type 1. Cũng có người lớn trưởng thành ngoài 30 tuổi mới mắc bệnh đái tháo đường type 1. Có nghĩa rằng nó không hoàn toàn chỉ xảy ra ở người thật trẻ hoặc người trẻ, mà xảy ra ở nhiều đối tượng từ người trẻ đến người trưởng thành vẫn có thể mắc bệnh đái tháo đường type 1. Và cơ chế của đó là do thiếu hoàn toàn hoặc thiếu gần hết cái lượng insulin trong tế bào, không có khả năng chuyển hóa glucid trong tế bào và đường không vào trong tế bào được và ứ lại trong máu gây tăng đường trong máu, người ta gọi là đái tháo đường type 1. Đái tháo đường type 1 trước đây người ta cho rằng là hoàn toàn là do cơ chế di truyền, và chính vì thế xảy ra ở người trẻ. Nhưng hiện nay cơ chế này có rất nhiều những cái giả thiết giải thích nó khác ngày xưa rất nhiều. Và người ta có thể là do đột biến gen, chứ chưa hoàn toàn, chưa chắc đã là do di truyền. Tức là nó có tác động về cơ chế trong tế bào, làm cho tuyến tụy mất khả năng bài tiết insulin. Cứ mất khả năng bài tiết insulin một cách gần như tuyệt đối. Và điều trị cái bệnh này phải đưa insulin từ ngoài vào, không thể dùng thuốc được. Người ta gọi đái tháo đường type 1 là đái tháo đường type phụ thuộc insulin. Lý do là như vậy. Còn đái tháo đường type 2 là người ta thường định nghĩa là đái tháo đường mắc phải. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý hiện nay cái từ mà tương đối chuẩn, đái tháo đường type 2 chính là đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Tức là trong quá trình điều trị, chủ yếu là sử dụng thuốc kích thích quá trình chuyển hóa đường trong tế bào. Và có thể kích thích cái quá trình bài tiết insulin mà người ta không cần phải tiêm insulin, vẫn điều trị được, giữ được cái hằng định nồng độ insulin trong máu. Tức là không cần phụ thuộc vào insulin. Tuy nhiên cái này chỉ là tương đối. Các bạn nghe đúng không ạ? Alo ạ. Vẫn nghe rõ thầy ạ. Vâng. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu kỹ đái tháo đường type 2. Trước đây người ta cho rằng là đái tháo đường type 2 là mắc phải và không mang yếu tố gia đình. Thì định nghĩa bây giờ nó đã khác ngày xưa rất nhiều. Đái tháo đường type 2 lại thường là có yếu tố gia đình và cũng có thể do đột biến gen. Chỉ có điều khác với cơ chế của đái tháo đường type 1, tức là quá trình bài tiết insulin của tuyến tụy nó thiếu vừa phải và có thể do nhiều nguyên nhân khác, thường là do kháng insulin ở bề mặt màng tế bào, dẫn đến nồng độ insulin trong máu bị thiếu và insulin trong tế bào cũng thiếu,
và làm cho quá trình chuyển hóa đường trong tế bào bị giảm đi và làm tăng nồng độ glucose trong máu. Nhưng tuy nhiên nó khác cơ bản với đái tháo đường thứ 1, tức là không cần dùng insulin. Và chỉ cần dùng thuốc và các loại thuốc trong các giải thích sau, thuốc uống hoặc là điều chỉnh chế độ ăn hoặc là dùng một số yếu tố khác để làm kích thích tế bào tuyến tụy tăng bài tiết insulin và làm cho giảm sức đề kháng của insulin ở mức tế bào và trong tế bào vẫn quá trình chuyển hóa được glucose. Tuy nhiên hiện nay cái khái niệm này cũng chỉ là tương đối, rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường type 2 hiện nay người ta đã dùng insulin rất sớm và chỉ có thể sử dụng insulin liên tục hoặc cách quãng mới có hiệu quả, chứ không phải hoàn toàn không phụ thuộc. Cái cơ chế này chốc đã tôi giải thích sau về mặt quá trình điều trị. Đây là đái tháo đường type 2. Còn đái tháo đường thai kỳ là gì? Trước đây chúng ta không có cái khái niệm này. 10 năm trở lại đây, đái tháo đường thai kỳ đã được nhắc đến rất nhiều ở những người phụ nữ có thai, thừa cân, béo phì, thai to. Và chỉ xảy ra quá trình đái tháo đường trong thời kỳ thai kỳ. Người ta gọi đó là đái tháo đường thai kỳ. Còn tình trạng khác, loại đái tháo đường tình trạng khác hay gặp, người ta quen gọi là đái tháo đường type 1.5. Tức là cơ chế của nó một nửa giống đái tháo đường type 1, một nửa giống đái tháo đường type 2. Mà hiện nay các tình trạng khác này phổ biến trong lâm sàng. Mà chốc nữa tôi cũng sẽ giải thích về cơ chế điều trị. Tức là các tình trạng này nó có thể xảy ra ở người trưởng thành và cũng có thể xảy ra ở người trung niên và cũng có thể xảy ra ở người rất trẻ. Về cơ chế của nó không hoàn toàn là type 1 và không hoàn toàn là type 2. Người ta thường gọi nó là type 1.5. Như vậy hiện nay các khái niệm cũng như là về phân loại đái tháo đường theo Hội hiệp Đái tháo đường Quốc tế nó rất rõ ràng và chúng ta đừng có nhầm là trước đây người ta chỉ có type 1, type 2. Chúng ta bây giờ là loại đái tháo đường type 1, loại đái tháo đường type 2, loại đái tháo đường thai kỳ và loại đái tháo đường tình trạng khác phổ biến hay gặp là đái tháo đường type 1.5. Tuy nhiên trong lâm sàng thì chúng ta phải nói với nhau rằng các bệnh viện, các cơ sở y tế hiện nay hay gặp nhất cái bệnh đái tháo đường type 2 là chủ yếu, còn số các loại đái tháo đường khác chiếm tỷ lệ rất thấp. Tức là đái tháo đường type 2 hiện nay theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Hội Đái tháo đường Quốc tế và Hội Đái tháo đường Việt Nam thì chúng ta cũng đã khẳng định và đánh giá được đái tháo đường type 2 chiếm 90-95% trong tổng số các loại đái tháo đường. Số đái tháo đường còn lại, ví dụ đái tháo đường type 1, đái tháo đường thai kỳ hay đái tháo đường type 1.5 chỉ chiếm từ 5-10% mà thôi. Chúng ta dựa vào cái tỷ lệ đái tháo đường type 2 là cơ bản và chúng ta tập trung vào giải quyết những vấn đề nổi cộm trong lâm sàng, đó là đái tháo đường type 2. Cho nên tôi đi sâu vào cái cơ chế của đái tháo đường type 2 và cũng là đi sâu vào cách giải quyết về điều trị cũng như là cách phòng chống đái tháo đường type 2. Đái tháo đường type 2 được đặc trưng bởi sự kháng insulin hoặc bởi sự kết hợp của kháng insulin với sự giảm bài tiết insulin. Chúng ta lưu ý là kháng insulin và sự giảm bài tiết insulin, hai cái cụm từ khác nhau hoàn toàn. Và kháng insulin là gì? Tức là ở đây tuyến tụy chúng ta, bài tiết insulin tôi được hình tượng hóa nó là cái chìa khóa. Khi tuyến tụy bài tiết insulin thì các phân tử insulin đổ vào máu để đi tới các tế bào. Đổ vào máu, các insulin này đi vào máu. Và trong quá trình đi vào trong tế bào, các phân tử insulin này kéo theo các phân tử glucose vào trong tế bào. Cứ số lượng các phân tử insulin bao nhiêu thì có khả năng kéo gần đấy các phân tử glucose vào trong tế bào. Về cái ngôn ngữ kháng insulin được giải thích như sau. Các phân tử insulin tới màng tế bào được nhận biết bởi các thụ cảm thể hay còn gọi là các receptor đặc hiệu.
Các vector đặc hiệu chúng ta ví như là các ổ khóa. Các chìa khóa gặp được các ổ khóa này và hay các ổ khóa nhận diện được các phân tử insulin. Các insulin mới vào được bên trong tế bào và kéo theo các phân tử glucose vào trong tế bào. Cái hiện tượng kháng insulin là gì? Là các phân tử insulin đến màng tế bào không được vector này nhận diện. Hay khác là cái khóa này đã bị hỏng. Cái phân tử insulin này không mở được khóa ra. Và không mở được khóa ra thì insulin không vào trong tế bào. Và không vào trong tế bào thì cũng không kéo được glucose vào trong tế bào. Dẫn đến tình trạng làm tăng glucose trong máu. Đấy, như vậy là hiện tượng kháng insulin chúng ta ví như là ổ khóa và chìa khóa không khớp nhau. Và không khớp nhau tức là insulin bị đẩy ra. Và đẩy ra thì không kéo được. Recording in progress. Triệu chứng của bệnh đái tháo đường mà chúng ta lưu ý là chủ yếu là đái tháo đường tiếp 2, thường không rõ ràng. Và chúng ta nhắc về mặt con số là 65% số người mắc bệnh đái tháo đường không hề biết mình mắc bệnh đái tháo đường. Chúng ta lưu ý là 65% số người mắc đái tháo đường hiện nay trên thế giới không hề hay biết mình đái tháo đường. Những người này chỉ được phát hiện khi đến bệnh viện để mà kiểm tra các bệnh khác, khám các bệnh khác, khi cho làm xét nghiệm đường máu thì tăng lên. Hoặc là có một số người vào không hề đến bệnh viện, ở nhà vào chủ quan ăn uống vô tội vạ, vào đến khi đường máu tăng quá cao dẫn đến tình trạng hôn mê do đái tháo đường mới đến bệnh viện. Vào hay nói khác là triệu chứng của bệnh đái tháo đường thường rất nghèo nàn. Ở các trường hợp điển hình, rất hiếm các trường hợp điển hình, thì có cảm giác cực kỳ khát, hay còn gọi là chứng khát nhiều. Đi tiểu nhiều, đôi khi thường xuyên mỗi giờ là đi một lần. Hoặc là sút cân, không rõ nguyên nhân, hoặc cảm thấy kiệt sức trong quá trình làm việc. Thì đây là những trường hợp rất hiếm gặp các triệu chứng điển hình. Có nghĩa rằng chỉ có 35% có triệu chứng điển hình ở những người bệnh được biết mà người ta cảm nhận là họ mắc bệnh đái tháo đường. Và chính vì 65% số người mắc bệnh đái tháo đường này không biết được mình mắc hay không, dẫn đến hiệu quả điều trị rất hạn chế. Và ở đây, theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Hội Đái tháo đường Việt Nam đã ứng dụng cái cơ chế quy luật một nửa trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường. Đấy, theo tài liệu của Nguyễn Khoa Diệu Vân là Phó Chủ tịch Hội Đái tháo đường Việt Nam đã chỉ ra một cái sơ đồ như thế này để chúng ta hình dung. Hiện nay, Viện Nội tiết Trung ương người ta đưa ra một con số tương đối là chủ quan, hay nói khác là tương đối là tin tưởng, để người ta thấy rằng là có 50% người bệnh được chẩn đoán chính xác là đái tháo đường. Và trong số 50% người bệnh được chẩn đoán chính xác là đái tháo đường thì chỉ có 50% người được điều trị. Và trong số 50% người được điều trị thì chỉ có 50% đạt mục tiêu, đạt cái tiêu chuẩn tốt. Và chính vì thế người ta gọi là quy luật một nửa trong chẩn đoán và điều trị. Và cho đến thời điểm này, người ta thấy rằng là trong cộng đồng Việt Nam, trong cộng đồng của xã hội Việt Nam
thì chỉ có 6% người bệnh đạt mục tiêu trong quá trình điều trị đái tháo đường một cách nghiêm túc. Bởi vì theo quy chế một nửa là chúng ta thấy vì những người mắc bệnh đái tháo đường không biết mình có mắc đái tháo đường hay không. À, vấn đề tồn tại, bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, cho nên cái tỷ lệ mà kiểm soát đường máu rất thấp, đạt được mục tiêu thông thường và không bị biến chứng là chúng ta còn rất thấp. Và nắm vững được tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường và tiền đái tháo đường là rất quan trọng. Điều này các bác sĩ lâm sàng chúng ta cần phải nắm thật chắc. Còn nếu chúng ta không nắm được tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường và không nắm được thế nào là tiền đái tháo đường thì chúng ta cũng sẽ lại dẫn đến cái việc là không đạt được mục tiêu điều trị và dẫn tới cái việc kiểm soát nồng độ đường máu của bệnh nhân rất thấp. Vậy thầy thuốc làm gì để chẩn đoán bệnh đái tháo đường? Chúng ta lưu ý rằng là chẩn đoán đái tháo đường không thể là cái cảm nhận của người thầy thuốc được, mà phải dựa vào bằng chứng xét nghiệm. Mặc dù bệnh nhân có kể thế này, kể thế kia, nhưng nếu xét nghiệm chúng ta không đạt tiêu chuẩn thì chúng ta cũng không thể khẳng định bệnh nhân đó là đái tháo đường. Hoặc là rất nhiều bệnh nhân bảo tôi rất khỏe bình thường nhưng xét nghiệm đường máu và các chỉ số hóa sinh khác lại thấy bất thường thì chúng ta vẫn có quyền kết luận đó là bệnh nhân đái tháo đường. Hay nhắc lại, chẩn đoán đái tháo đường phải dựa vào bằng chứng xét nghiệm. Và trong đó xét nghiệm glucose máu có ý nghĩa phát hiện lần đầu. Chúng ta lưu ý là phát hiện lần đầu có tăng đường máu hay không. Xét nghiệm nước tiểu chỉ dùng để tham khảo, không thể lấy kết quả xét nghiệm đường niệu để kết luận là người ta có đái tháo đường hay không. Xét nghiệm đái tháo đường, chúng ta, tôi xin nhắc lại, còn một chỉ số nữa rất quan trọng đó là HbA1c. Chốc nữa tôi sẽ phân tích thế nào là HbA1c, giá trị nó ở đâu. Nói tóm lại, người thầy thuốc không thể chẩn đoán đái tháo đường bằng cảm tính mà phải dựa vào bằng chứng xét nghiệm. Bằng chứng xét nghiệm có 3 thông số, trong đó xét nghiệm đường máu hay glucose máu có ý nghĩa phát hiện lần đầu. Tôi xin nhắc lại, ý nghĩa phát hiện lần đầu có tăng đường máu hay không. Cái thứ hai là xét nghiệm nước tiểu dùng để tham khảo chứ không thể dùng nó làm chỉ số quyết định. Cái thứ ba là xét nghiệm HbA1c có giá trị chẩn đoán, có giá trị tiên lượng, có giá trị đánh giá hiệu quả điều trị. Cho nên cái việc xét nghiệm HbA1c trong giai đoạn hiện nay và về sau có ý nghĩa gần như tuyệt đối đối với lại bệnh đái tháo đường. Vậy HbA1c là gì? Tôi xin nhắc, HbA1c nó là hemoglobin A1c. Nó có trong hồng cầu. Và được các phòng xét nghiệm có đủ điều kiện để xét nghiệm, tức là một cái máy xét nghiệm HbA1c riêng. Để đánh giá cái nồng độ hemoglobin có khả năng glycogen hóa, tức là gắn glucose vào phân tử hemoglobin trong hồng cầu. Nó có giá trị trả lời rất nhiều các câu hỏi y khoa. Và đặc biệt là có khả năng trả lời cho các thầy thuốc lâm sàng những vấn đề như sau. Thứ nhất, dựa vào HbA1c, nó cho biết được cái mức glucose trung bình trong máu. Thứ hai là đặc trưng riêng cho glucose trong máu. Nó đánh giá được một cách rất đặc trưng, rất cụ thể cái lượng glucose trong máu cho bệnh nhân trong suốt cả lúc no hay lúc đói. Cứ thông qua HbA1c chúng ta không phụ thuộc vào no hay đói mà chúng ta vẫn đánh giá được. Trong khi đó glucose chúng ta xét nghiệm bắt buộc phải là lúc đói thì chúng ta đánh giá mới chính xác. Nhưng HbA1c này không cần no hay đói và cũng không cần phải có những cái tiêu chuẩn riêng, mà định lượng HbA1c này rất rộng. Trong từng ngày, hàng tháng chúng ta có một cái kết quả rất là đặc trưng để mà ước lượng ra cái lượng glucose trong máu. Một cái giá trị nữa của HbA1c là dự đoán cái sự biến chứng và đánh giá cái khả năng tử vong của bệnh nhân trong quá trình diễn biến bệnh đái tháo đường. Chỉ số HbA1c còn cho chúng ta
cái khả năng theo dõi glucosa máu tạm thời trong thời gian rất dài, và trong thời gian trước mắt, trong thời gian lâu dài, mà ít nhất là trong 3 tháng liên tục, cái nồng độ glucosa dù ngày hôm nay cao, ngày mai thấp, nhưng cái nồng độ HbA1c này vẫn cho chúng ta một cái lượng rất lâu dài, trong ít nhất là 3 tháng. Ý nghĩa của HbA1c nữa là chỉ cho ta mục tiêu điều trị và cái cách quản lý bệnh nhân đái tháo đường dựa vào nồng độ HbA1c. Rồi HbA1c giúp thông số, và cái thông số HbA1c này giúp cho chẩn đoán bệnh đái tháo đường một cách chính xác và không phụ thuộc bất cứ lý do gì. Đấy là những ý nghĩa, cái giá trị của cái chỉ số xét nghiệm HbA1c chúng ta hết sức lưu ý cho. Bây giờ chúng ta sang các tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường ở người trưởng thành. Chúng ta hết sức lưu ý là đái tháo đường, mặc dù là chúng ta thấy chẩn đoán có vẻ là dễ, nhưng không dễ đâu các bạn ạ. Cái việc chẩn đoán đái tháo đường hiện nay tuyến huyện là sai rất nhiều. Và tại sao sai nhiều? Là chúng ta biện luận chưa chuẩn. Xét nghiệm của chúng ta cũng cả là một vấn đề, có đạt yêu cầu về mặt chất lượng hay không. Đánh giá chất lượng xét nghiệm ở các phòng xét nghiệm của tuyến huyện có đủ độ tin cậy hay không, đây lại là một vấn đề chúng ta hết sức lưu ý cho. Tại làm sao người bệnh cứ lên tuyến trên nhiều, mà bây giờ những cái mô hình rối loạn chuyển hóa rất là nhiều, và thậm chí người ta dồn nhau lên bệnh viện nội tiết trung ương để chẩn đoán, bởi vì cái biện luận của tuyến huyện chúng ta còn rất nhiều vướng mắc. Cái mà chúng ta cần lưu ý đó là chất lượng xét nghiệm chúng ta chưa được thật sự chuẩn. Nhiều khi cái kết quả xét nghiệm cao cao thấp thấp, và ngày hôm nay bệnh nhân tự nhiên cao vống nên ngày mai thấp đi, chúng ta không biết được lý do ra làm sao, dẫn đến cái tình trạng biện luận chúng ta bị sai lệch. Thì ở đây mặc dù tiêu chuẩn rất rõ, tức là để chẩn đoán được đái tháo đường, nồng độ glucosa ra chúng ta phải xét nghiệm lúc đói. Tức là lúc đói là gì? Ít nhất là nhịn đói 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Và thông thường thế giới ta quy định là sau ăn 8 tiếng thì được gọi là lúc đói. Không nhất thiết là xét nghiệm lúc sáng ngủ dậy. Cứ làm sao là sau bữa ăn 8 tiếng chúng ta làm xét nghiệm được gọi là xét nghiệm glucosa máu lúc đói. Với nồng độ trên 7,0 mmol trên lít thì chúng ta đánh giá là đái tháo đường. Nhưng không phải là một lần xét nghiệm nồng độ đường máu trên 7,0 chúng ta đã kết luận ngay. Ít nhất có 2 lần xét nghiệm ở 2 thời điểm khác nhau mà trên một labo xét nghiệm, mà cái labo xét nghiệm ấy được đạt tiêu chuẩn công nhận là phòng đạt chất lượng cao. Chưa nói đến ISO, nhưng mà được công nhận là phòng xét nghiệm đạt chất lượng cao, đủ độ tin cậy. Mà khi xét nghiệm 2 lần trên một phòng xét nghiệm mà nồng độ glucosa trong máu trên 7 mmol trên lít thì được gọi là đái tháo đường. Tôi cứ lấy đi lấy lại chỗ này. Thế nào là 7,0 này? Thật sự chúng ta có tin được không? Cũng là một bệnh nhân hôm nay cùng một thời điểm người ta làm ở phòng xét nghiệm này 7,0, nhưng sang phòng xét nghiệm khác người ta làm còn 5,4. Thế thì cái phòng xét nghiệm nào đúng, phòng xét nghiệm nào sai? Thì đây là vấn đề mà chúng ta phải hết sức lưu ý cho, là ở những phòng xét nghiệm có uy tín, có chất lượng, có được đánh giá nội kiểm hàng ngày và có sự kiểm soát của các đơn vị chức năng hoặc là có thông tuyến kỹ thuật để đánh giá, mà kết quả xét nghiệm được luôn luôn xác định là chuẩn, thì kết quả này chúng ta hãy tin. Khi mà xét nghiệm lúc đói nồng độ glucosa trong máu trên 7,0 với 2 lần 2 thời điểm khác nhau trên một labo xét nghiệm đủ tiêu chuẩn với nồng độ đường máu trên 7,0 mmol trên lít thì được kết luận là bệnh nhân đái tháo đường. Đấy là cách cái tiêu chuẩn thứ nhất. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn thứ hai. Người ta cũng có thể dùng nó để kết luận là đái tháo đường hay không, tức là làm nghiệm pháp của glucosa máu bằng cách là cho uống 75 gram glucose trong 300 ml
sau 2 giờ xét nghiệm lại, nếu nồng độ đường máu đạt trên 11,1 mmol trên lít trở lên thì chúng ta cũng đủ điều kiện để kết luận bệnh nhân đó là đái tháo đường hay không. Và một cái tiêu chuẩn thứ ba, ở những nơi có điều kiện làm xét nghiệm HB1C, chúng tôi xin nhắc là không phải nơi nào cũng làm được cái HB1C. Ở những nơi có điều kiện làm xét nghiệm HB1C, chỉ cần làm một lần với chất lượng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn, nồng độ HB1C lớn hơn 6,5%, tức là tương đương 48 mmol trên mol, cũng kết luận được đây là bệnh nhân đái tháo đường. Đây là tiêu chuẩn tốt nhất hiện nay mà người ta theo dõi. Và Mỹ hiện nay người ta dựa vào tiêu chuẩn này. Người ta không dựa vào các tiêu chuẩn khác. Và người ta đánh giá bằng HB1C. Khi nồng độ HB1C lớn hơn 6,5% trong tổng số các hemoglobin, hay nói khác là HB1C đạt ở cái mức trên 48 mmol trên mol thì được gọi là đái tháo đường. Và các tiêu chuẩn xét nghiệm đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường ở người lớn không có triệu chứng, tôi xin nói là đây người ta nhắc thêm với cái tiêu chuẩn của tiền đái tháo đường. Khi nào thì cần khảo sát ở những bệnh nhân này nguy cơ là tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường? Người ta nói rằng ở những bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim mạch, ở những bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, và mà tăng huyết áp chúng ta biết rồi, với cái chỉ số là 140 trên 90 mmHg thủy ngân, hoặc đang điều trị tăng huyết áp, ở những người có rối loạn lipid máu với nồng độ cholesterol HDL nhỏ hơn 2,82 mmol trên lít, ở những người phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang, và ở những người trì trệ ít hoạt động thể lực, ở những người béo phì thừa cân, ở những người mà có bệnh mãn tính khác, nên làm xét nghiệm đái tháo đường hoặc làm xét nghiệm để đánh giá tiền đái tháo đường ở những người như thế vậy. Ở những người tiền đái tháo đường mà chưa phải đái tháo đường như tiêu chuẩn vừa tôi nói, khi nồng độ HB1C lớn hơn 5,7%, tức là lớn hơn 39 mmol trên mol, thì chúng ta cũng phải đưa cái hiện tượng này, những cá nhân có xét nghiệm này vào diện là cần quản lý, giống như người đái tháo đường nhưng chưa phải là bệnh đái tháo đường. Người ta gọi nó là bệnh tiền đái tháo đường, mà trước đây chúng ta quen gọi là rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn quá trình chuyển hóa glucose trong tế bào ở mức tiềm tàng, chưa trở thành đái tháo đường chính thức. Ở những người này sớm muộn cũng trở thành đái tháo đường khi nồng độ HB1C lớn hơn 5,7%, hay nói khác là lớn hơn 39 mmol trên mol. Thứ hai là phụ nữ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ khi nào? Ở những người này là thai to, người phụ nữ hay gọi là người phụ nữ có thai, béo phì thừa cân. Tất cả những người phụ nữ này khi xét nghiệm chúng ta cũng cần phải làm HB1C. Và chốc đó tôi nói về cái tiêu chuẩn định kỳ xét nghiệm đái tháo đường thai kỳ làm sao. Khi mà ở những người có thai, phụ nữ béo phì thừa cân, xét nghiệm HB1C lớn hơn 5,7% thì cũng được gọi là tiền đái tháo đường. Và khi xét nghiệm nồng độ đường máu trên 7%, glucose trên 7 mmol trên lít thì chúng ta gọi là đái tháo đường thai kỳ. Còn đối với tất cả các bệnh nhân khác hiện nay khi nào thì làm sàng lọc, tức là theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như quy định của Hội đái tháo đường Việt Nam, ở những người 45 tuổi trở lên mặc dù là không đi khám bệnh đái tháo đường nhưng vào bệnh viện để khám bệnh ở các bệnh lý khác đều bắt buộc phải làm xét nghiệm đường máu để sàng lọc các bệnh nhân này có nguy cơ đái tháo đường hay không. Cho nên hiện nay tôi nhắc lại chỗ này, rất nhiều và những cơ sở khám chữa bệnh sợ bảo hiểm y tế xuất toán, tức là không có chữ chẩn đoán đái tháo đường vào thì không dám làm xét nghiệm đường máu, hay là không dám làm HB1C. Thì tôi xin nhắc lại, Bộ Y tế cũng đã thống nhất
dựa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là thống nhất với Hội Đái tháo đường Việt Nam để khẳng định ở những người trên 45 tuổi khi đến các bệnh viện để chữa các bệnh hoặc là khám chữa bệnh các bệnh lý khác cần phải làm xét nghiệm glucose máu hoặc HbA1c để sàng lọc phát hiện tránh tình trạng bỏ sót, bởi vì chúng ta biết là có 65% số bệnh nhân đái tháo đường không được phát hiện kịp thời. Vâng. Thế ở đây các khuyến cáo làm xét nghiệm làm vào thời điểm nào, thế rồi là kết quả xét nghiệm có độ tin cậy hay không. Tôi xin nhắc lại, Hội Đái tháo đường Mỹ và Hội Đái tháo đường quốc tế đã khẳng định kết quả xét nghiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường. Nếu kết quả sai, chẩn đoán sai, và chẩn đoán sai thì điều trị không đúng. Điều trị không đúng dẫn tới một loạt những cái hậu quả có thể gây ra những bệnh lý do rối loạn sử dụng thuốc và thậm chí có thể dẫn đến những tình trạng là bất thường về tính mạng của người bệnh. Và cái chuyện này thì đã gặp ở rất nhiều các bệnh viện. Mà cách đây 5-7 năm thì chúng ta cũng đã rất nhiều những trường hợp bệnh nhân không, tôi xin nói là không có cái kết quả đặc hiệu chính thức do xét nghiệm sai, dẫn tới cái việc điều trị insulin cho người bệnh không đúng và gây ra tình trạng hạ đường huyết và hôn mê do hạ đường huyết, phải điều trị cấp cứu. Nếu như chúng ta bệnh nhân không phải đái đường mà lại làm kết quả xét nghiệm đường máu cao vống lên 28-30 mmol/lít, bác sĩ tâm sàng sợ quá phải dùng insulin. Nhưng thực ra bệnh nhân này khi mà kiểm tra lại, gửi lên nơi khác kiểm tra thì lại không phải đái tháo đường. Cho nên tôi xin nói lại, kết quả xét nghiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường. Nếu xét nghiệm sai, kết quả sai, chẩn đoán sai, dẫn tới điều trị không đúng và hậu quả khôn lường trong quá trình quản lý bệnh của người bệnh. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường ở người trưởng thành không mang thai thì ở đây tôi đã nói rồi. Và quay như là người bình thường thì theo tiêu chuẩn thông thường của người trưởng thành. Tiêu chuẩn đái tháo đường ở người trưởng thành không mang thai và khi nào thì được chẩn đoán đái tháo đường. Toàn bộ những cái thông tin này tôi xin nhắc lại là đã nhắc ở cái phần đầu. Chúng ta cần làm xét nghiệm glucose máu lúc đói lớn hơn 7.0 mmol/lít ít nhất là 2 lần và thời kiểm tại thời điểm là nhịn ăn 8 giờ. Nồng độ glucose trong máu có thể bằng phương pháp, bằng nghiệm pháp tăng glucose trong máu cho bệnh nhân uống vào 75g glucose trong 300ml sau 2 giờ chúng ta định lượng lại. Nếu nồng độ glucose trong máu lớn hơn 11.1 mmol/lít được gọi là đái tháo đường. Tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng ở những đơn vị có khả năng làm được HbA1c, nồng độ HbA1c lớn hơn 6.5% hoặc là dùng đơn vị mmol tức là lớn hơn 48 mmol/mol. Xét nghiệm nên làm được trong labo sử dụng phương pháp được chứng nhận của chương trình chuẩn hóa quốc gia. Bệnh nhân có triệu chứng cổ điển của tăng glucose trong máu hoặc cơn tăng glucose trong máu. Và chúng ta lưu ý là dù là sau ăn hay là bất kỳ lúc nào, chúng ta làm xét nghiệm mà nồng độ đường máu lớn hơn 11.1 mmol/lít, tức là trong những trường hợp bệnh nhân cấp cứu khẩn cấp không cần phải nhịn ăn, mà cũng không cần làm nghiệm pháp, mặc dù là vừa ăn xong hoặc sau ăn 2 giờ hoặc sau ăn 3 giờ nồng độ đường máu xét nghiệm 11.1 mmol/lít, chúng ta cũng kết luận bệnh nhân này là có cơn tăng glucose trong máu. Và để khẳng định tiếp theo thì ngày hôm sau nữa chúng ta lên xét nghiệm lại để gán cho người ta một cái bệnh có đái tháo đường hay không. Còn tiêu chuẩn chẩn đoán tiền đái tháo đường, kết quả xét nghiệm đường máu lúc đói và người ta thường ký hiệu là G0. G0 đạt tiêu chuẩn là từ 5.5 mmol/lít cho tới 6.9 mmol/lít được chẩn đoán là tiền đái tháo đường.
hoặc HB1C dao động từ trên 5,7 tới 6,4%, tức là từ 39 tới 47 mmol trên mol, thì được gọi là tiền đái tháo đường. Về rối loạn dung nạp glucose máu thì người ta thường làm, hiện nay rất hay làm ở các bệnh viện tuyến tỉnh để đánh giá những trường hợp nghi ngờ là tiền đái tháo đường hay đái tháo đường chính thức. Vâng, thì chúng ta làm nghiệm pháp cho bệnh nhân uống 75 gram đường, vâng, pha 300 ml nước, sau 2 giờ chúng ta định lượng lại. Vâng, nếu nồng độ đường máu mà chỉ ở mức 7,8 cho đến 11 mmol trên lít thì được gọi là rối loạn dung nạp đường huyết hay gọi là tiền đái tháo đường. Còn lớn hơn 11 mmol trên lít thì được gọi là đái tháo đường. Bây giờ ở trong khoa sản ở các bệnh viện tỉnh hoặc các bệnh viện sản nhi rất hay gặp cái trường hợp đái tháo đường thai kỳ, và người ta cần phải làm xét nghiệm 3 tháng đầu, xin lỗi là ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối cùng của thai kỳ. Và chúng ta nên làm định kỳ ít nhất một quá trình mang thai là 2 lần. Là 2 lần, là 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối cùng của thai kỳ để chúng ta chẩn đoán cho người bệnh có đái tháo đường thai kỳ hay không. Và kết quả cũng được biện luận như trên tôi vừa đã trình bày. Đấy là chúng ta đã đi xong cái phần là cơ chế bệnh sinh, đi xong cái phần là định nghĩa của đái tháo đường, phân loại đái tháo đường và tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Tôi xin trình bày phần tiếp theo, đó là biến chứng của bệnh đái tháo đường. Chúng ta biết ở những người bệnh đái tháo đường mãn tính, sau 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm thì cái khả năng biến chứng của nó tăng theo thời gian. Và cái biến chứng của bệnh đái tháo đường thường bắt đầu từ đâu? Thì người ta thấy rằng là không có cái chuyện bắt đầu từ đâu. Và chúng ta chỉ có thể hay nói đến là hay gặp các biến chứng như sau. Thứ nhất là bệnh lý của thận là dễ phát hiện và nhiều nhất. Cái tỷ lệ gặp biến chứng đái tháo đường gây ra viêm thận mãn tính, gây đến suy thận và thậm chí chạy thận nhân tạo, gặp rất nhiều cái tỷ lệ bệnh thận do đái tháo đường với một cái tỷ lệ cao nhất. Tiếp đó là thần kinh ngoại biên gây tê bì chân tay, tê bì ngoài da như kiến bò, người ta gọi là thần kinh ngoại biên, gặp cũng tương đối nhiều. Và sau đó đó là các cơn đột quỵ, và những bệnh nhân mà biến chứng của tiểu đường lại có gặp tăng huyết áp nữa. Ở những bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp, tỷ lệ đột quỵ rất cao. Nếu như tăng huyết áp đơn thuần, tôi giả sử tăng huyết áp đơn thuần, tỷ lệ đột quỵ là 30% chẳng hạn, trong số những người đột quỵ. Nhưng nếu như có đái tháo đường, tăng huyết áp mà kèm theo đái tháo đường thì tỷ lệ đột quỵ có thể tăng tới 50%, 60%. Cái loại biến chứng nữa, tức là hay gặp, có thể gây ra các trường hợp suy tim, những trường hợp về vữa xơ động mạch vành, dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim, cũng gặp tương đối nhiều. Rồi các biến chứng động mạch ngoại biên gây suy tĩnh mạch chi trên, suy tĩnh mạch chi dưới, hoặc là hẹp tắc động mạch ngoại biên, gặp cũng tương đối khá. Và hiện nay một cái biến chứng thông thường ở những người có tuổi là những bệnh võng mạc tiểu đường, những cái bệnh thủy tinh thể, rồi những bệnh về thoái hóa điểm vàng, thoái hóa cái hậu nhãn cầu, rồi loét bàn chân, các thứ vân vân, thì chúng ta gặp cái tỷ lệ này cũng không phải là ít. Hiện nay ở Nhật Bản người ta có một cái viện đục thủy tinh thể rồi đái tháo đường, tức là ở những người này đến thay thủy tinh thể nhưng đồng thời quản lý đái tháo đường. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta hiện nay ở trường Đại học Y Hà Nội
có một cái viện bàn chân đái tháo đường nằm trong Đại học Y Hà Nội, hoặc là bệnh viện mắt trung ương hiện nay có khoa khoa mắt của bệnh nhân tiểu đường, vân vân. Thì chúng ta lưu ý rằng biến chứng của tiểu đường dẫn tới rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Nếu như chúng ta quản lý không tốt, chúng ta điều trị không tốt để cho bệnh tiểu đường mãn tính mà không được quản lý, đưa hằng số nồng độ đường máu về bình thường mà cứ cao cao thấp thấp thường xuyên, rồi dẫn đến các biến chứng không được chữa được. Ở đây còn một cái bệnh nữa mà trong cái mô hình này, trong sơ đồ này chưa nói đến, tức là bệnh gan do đái tháo đường cũng gặp tương đối phổ biến ở các bệnh viện tại Việt Nam. Và ở đây tôi xin nhắc lại là bệnh đái tháo đường gây ra rất nhiều các hậu quả khôn lường, mà cao nhất là dẫn tới các bệnh lý về đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Và tại Việt Nam chúng ta hiện có khoảng 3,5 triệu người bị tiểu đường, gấp 10 lần so với 10 năm trước đây. Mà con số dự báo đến năm 2040 đã tăng lên 6,1 triệu người. Trong 10 năm tỷ lệ tiền đái tháo đường cũng tăng từ 7,7% lên 14%. Và tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 chỉ sau tim mạch và ung thư. Riêng trong 2017, theo thống kê của Bộ Y tế cùng với Viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, và theo các nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành tại Việt Nam, đã khẳng định ở Việt Nam chúng ta năm 2017 có 29.000 người chết do các nguyên nhân liên quan tới tiểu đường, tương đương với 80 ca tử vong mỗi ngày. Như vậy, chúng ta càng thấy rõ là tiểu đường, mặc dù cái tên của nó, rồi là cái sự chủ quan của từng người bệnh, chủ quan của bác sĩ, chúng ta cứ tưởng nó là rất cũ. Nhưng nói đến từ đồng bệnh tiểu đường hiện nay, trên thế giới người ta còn đang rất là lo ngại, chứ đừng nói đến Việt Nam. Chúng ta phải coi bệnh tiểu đường là một bệnh nguy hiểm, đứng hàng thứ 3 về tỷ lệ tử vong sau ung thư và tim mạch. Tôi là học trò của thầy Nguyễn Nghiêm Luật, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghiêm Luật, nguyên là trưởng bộ môn hóa sinh trường Đại học Y Hà Nội, đã có rất nhiều cái công trình nghiên cứu và chỉ ra rằng trong nhiều năm trở lại đây, theo các tài liệu nghiên cứu của thầy, thì Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 30% bệnh nhân được chẩn đoán sớm và chính xác là bệnh tiểu đường. 70% còn lại không biết mình mắc bệnh đái đường hay không. Trong khi đó thế giới người ta cho rằng là 65%. Nhưng theo Nguyễn Nghiêm Luật thì thầy chỉ ra rằng là ở Việt Nam chúng ta có tới 70% số người không biết mình mắc bệnh đái tháo đường hay không, mà chỉ có thể phát hiện qua quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đi khám các bệnh khác. Do đó có tới 85% các trường hợp tiểu đường được phát hiện ở nước ta khi bệnh đã có biến chứng nguy hiểm, như là bệnh tim mạch, suy thận, biến chứng thần kinh ngoại biên, biến chứng bàn chân đái tháo đường, biến chứng võng mạc, v.v. Tức là theo tài liệu của thầy Nguyễn Nghiêm Luật, hiện nay chúng ta có tới 85% các trường hợp tiểu đường được phát hiện ở nước ta khi đã có biến chứng nguy hiểm, tức là phát hiện rất muộn. Chúng ta lưu ý là phát hiện rất muộn. Bệnh tiểu đường có biến chứng nguy hiểm như là bệnh tim mạch, bệnh suy thận, bệnh thần kinh, biến chứng bàn chân đái tháo đường, biến chứng võng mạc. Và có đến 80% người bệnh đái tháo đường chết do biến chứng tim mạch. Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường 2-4 lần. 20% người bệnh đái tháo đường bị bệnh thận gây suy thận, có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận, vân vân. Chúng ta lưu ý là các đề tài nghiên cứu trong chuyên khoa thận tiết niệu, các đề tài nghiên cứu trong bệnh tim mạch, các đề tài nghiên cứu về các bệnh lý của võng mạc, người ta thấy các chỉ số, các thông số, các tỷ lệ mắc bệnh liên quan tới đái tháo đường rất cao. Và ở đây tôi vừa nhắc lại cái kết quả mà giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nghiêm Luật đã chỉ ra. Và có tới 80% người bệnh đái tháo đường chết do biến chứng tim mạch.
Bên cạnh đó, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường 2-4 lần. 20% người bệnh đái tháo đường bị bệnh thận gây suy thận có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Mà cái này thì các bệnh viện tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa tuyến trung ương gặp rất nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào cơ chế từng vấn đề. Tại làm sao mà cái đái tháo đường lại gây đột quỵ, gây tai biến mạch máu não và gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim. Thì đây chúng ta nhìn vào đây. Cũng tương ứng với lại nhồi máu cơ tim, ở động mạch não cũng bị vỡ xơ động mạch do quá trình lắng đọng các thành phần cholesterol và cholesterol xấu bám vào thành mạch. Và cái sự ứ đọng cholesterol này là hậu quả của quá trình chuyển hóa glucose. Như định nghĩa ban đầu tôi nói, rối loạn chuyển hóa glucid sẽ dẫn đến sự kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid, rối loạn chuyển hóa protein. Và khi rối loạn chuyển hóa lipid thì dẫn đến trường hợp là tăng cholesterol trong máu. Và cholesterol trong máu là thủ phạm gây vỡ xơ động mạch, gây hẹp tắc động mạch vành hoặc hẹp tắc động mạch não, gây ra các hiện tượng đột quỵ. Và nếu như hẹp tắc ở động mạch não gây ra tai biến mạch máu não, hẹp tắc ở động mạch vành gây ra nhồi máu cơ tim và các tai biến ở mạch vành. Ở đây chúng ta nhìn thấy các mảng vữa xơ bám vào trong động mạch đây. Và chúng ta nhìn thấy rất rõ. Đấy, tương tự như vừa đấy, tai biến mạch máu não hay là trong tim mạch, cái hậu quả chính là do nắng động cái cholesterol ở thành mạch mà hậu quả của đái tháo đường mà thôi. Nếu như đái tháo đường kèm theo tăng huyết áp nữa thì cái cơ chế này nó tăng nhanh lên và cái đột quỵ sẽ gặp nhiều hơn. Còn nếu như thông thường, chúng ta biết tôi vừa nói là bình thường ở bệnh tăng huyết áp mà không có đái tháo đường thì nguy cơ đột quỵ khoảng 30% trong tổng số các bệnh nhân đột quỵ. Nhưng nếu có đái tháo đường kèm theo thì cái tỷ lệ gây đột quỵ tăng lên rất cao, có thể 50-60% trong tổng số các bệnh nhân đột quỵ có liên quan tới đái tháo đường tăng huyết áp. Ở đây là hình ảnh của những bệnh nhân tai biến mạch máu não đang được bác sĩ theo dõi. Trong suy thận, tại làm sao ở những người đái tháo đường có thể dẫn tới bệnh lý của thận, có khả năng dẫn đến suy thận. Người bị bệnh tiểu đường thường có lượng đường trong máu cao. Nguyên nhân gây tổn thương các tế bào vi mạch thận, làm rối loạn chức năng lọc của thận và bài tiết nước tiểu, dẫn đến các vấn đề về thận. Nếu để lâu không chữa trị kịp thời, bệnh nặng sẽ dẫn tới suy thận và hủy hoại chức năng thận. Do đó bạn cần kiểm soát tốt đường máu và huyết áp để tránh đến tình trạng suy thận. Chúng ta lưu ý suy thận cũng là một hậu quả rất lớn của bệnh tăng huyết áp và lại càng là hậu quả rất rõ nét khi mà bệnh nhân có đái tháo đường. Ở đây chúng ta phải giải thích tại làm sao ở những người suy thận hay gặp cái nguyên nhân chính do tiểu đường. Chúng ta biết rằng là khi nồng độ đường máu tăng lên thường gây ra hiện tượng ưu trương trong lòng mạch. Và khi ưu trương trong lòng mạch thì các chất dinh dưỡng trong quá trình vận chuyển trong máu không được vào trong tế bào để nuôi dưỡng tế bào mà cũng lại lắng đọng theo ở lại trong lòng mạch, không vào trong tế bào, dẫn tới vào các yếu tố vi mạch bị thiểu dưỡng đầu tiên, không tới nuôi tế bào được và tế bào đó bị hoại tử, đặc biệt là tế bào thận khi mà thiếu các yếu tố dinh dưỡng, mất khả năng nuôi dưỡng tế bào thận, làm cho hư hỏng tế bào thận, dẫn đến trường hợp là suy thận rất sớm. Và đây là những vấn đề chúng ta hết sức lưu ý. Ở đây, như vậy tôi nói, ở những người đái tháo đường thường gây ra thiếu máu thận. Hay nói khác là các yếu tố dinh dưỡng trong máu không được vào nuôi dưỡng tế bào thận, gây hủy hoại, giải rác tế bào thận, đặc biệt là gây tổn thương màng lọc của cầu thận và dẫn tới các tổn thương viêm thận cấp, viêm thận mạn, rồi dẫn tới suy thận.
Đây là hình ảnh minh họa. Còn các bệnh về mắt do đái tháo đường cũng tương tự như vậy. Chúng ta biết rằng là các bệnh về mắt do đái tháo đường là bệnh võng mạc, bệnh thoái hóa thần kinh thị giác, đục thủy tinh thể, cũng là cơ chế của hẹp tắc các vi mạch, các mạch máu nhỏ đến nuôi dưỡng võng mạc, vào rồi nuôi dưỡng bảo vệ cái thể thủy tinh của mắt. Khi mà ở đây người ta đã vẽ cái hình ảnh là mạch máu bị tắc nghẽn, giống như là trong động mạch vành, giống như là động mạch não. Khi các mạch máu bị tắc nghẽn, mất khả năng nuôi dưỡng võng mạc và gây ra bệnh thoái hóa thần kinh thị giác, đục thủy tinh thể. Ở đây là các hình ảnh chúng tôi để chứng minh. Mắt bình thường, đây mắt đục thủy tinh thể. Và bên này cũng tương tự như vậy, các thể thủy tinh bị đục. Và bây giờ mổ phaco để thay thủy tinh thể rất là nhiều. Và chủ yếu là những người đục thủy tinh thể do đái tháo đường, gặp ở các bệnh viện mắt từ tuyến tỉnh đến trung ương rất là nhiều. Biến chứng của thần kinh chức năng, các thần kinh ngoại biên. Tổn thương hệ thống thần kinh là biến chứng đa số của người bệnh tiểu đường mắc phải. Lượng đường trong máu quá cao sẽ dẫn tới tổn thương những mạch máu nhỏ nuôi dưỡng thần kinh. Vì vậy, các dây thần kinh không nhận được đủ chất dinh dưỡng và oxy, từ đó dẫn đến yếu cơ, thay đổi cảm giác, tê bì hoặc kim châm chủ yếu ở các ngón tay. Cái này thì chúng ta gặp rất nhiều trong lâm sàng. Các bác sĩ nào mà lâm sàng ngồi đây thì sẽ thấy gặp rất nhiều trong khám bệnh đa khoa. Ở đây là hình ảnh của các hệ thống thần kinh ngoại biên và dẫn tới rối loạn quá trình vận cảm giác ở cơ, ở quá trình vận cơ. Thậm chí có rất nhiều người teo cơ sau đái tháo đường. Và chúng ta lưu ý rằng bệnh đái tháo đường là một trong những cái bệnh mãn tính mà hiện nay được nhà nước, được Bộ Y tế quan tâm cấp thuốc cả đời để chúng ta phát hiện sớm và điều trị tốt cho bệnh nhân để tránh những cái biến chứng như vậy. Đây là hình ảnh của loét bàn chân, bàn tay do đái tháo đường. Cái này thì không biết là các anh các chị có gặp nhiều không. Trên hình ảnh mà Hội Đái Tháo Đường Việt Nam đưa ra, cũng như là chúng tôi cũng đã được gặp rất nhiều những bệnh nhân như này. Những bệnh nhân này loét và thường không khỏi, rất ít khỏi, và điều trị không tích cực thì phải là tháo khớp bàn chân, thậm chí là cắt cụt chi, rất nguy hiểm. Tổn thương này càng lan rộng nếu điều trị cái nồng độ đường máu không suy giảm. Đường máu cứ tăng lên thì cái hiện tượng loét này càng nhiều. Đây là những cái khái niệm ban đầu và đưa ra những cái nhìn nhận một cách nghiêm túc về bệnh đái tháo đường. Tôi xin nhắc lại là tôi muốn đưa những cái thông tin về biến chứng này để chúng ta đừng chủ quan, đừng bao giờ nghĩ rằng đái tháo đường là bệnh cũ, và đừng bao giờ chủ quan với lại cái bệnh đái tháo đường mà người bệnh thường rất hay là không quan tâm đến, bởi vì hàng ngày người ta vẫn thấy người ta khỏe mạnh. Và thậm chí 1 năm, 2 năm người ta vẫn cứ thấy bình thường. Nhưng chỉ khi bất thường về mặt sức khỏe, người ta đi kiểm tra thì mới nói ra bệnh đái tháo đường. Thế thì bây giờ, vấn đề điều trị bệnh đái tháo đường, tôi lấn sân sang lâm sàng một chút để chúng ta cùng nhau trao đổi. Và bởi vì trong số các anh, các chị ngồi đây cũng có một số người là bác sĩ lâm sàng. Và thậm chí là cử nhân xét nghiệm chúng ta cũng cần phải biết để chúng ta còn tranh luận, để chúng ta còn có cái hội chẩn đánh giá những trường hợp xét nghiệm chúng ta liên quan tới bệnh đái tháo đường. Muốn điều trị tốt bệnh đái tháo đường thì chúng ta phải chẩn đoán thật chính xác. Tôi xin nói lại, phải chẩn đoán đúng, đánh giá đúng mức độ của bệnh đái tháo đường. Người bệnh cần được khám toàn diện và phải có liên quan tới việc đo huyết áp, đánh giá tình trạng tim mạch của bệnh nhân. Xét nghiệm glucose trong máu phải chuẩn, nồng độ HB1C phải đúng, các xét nghiệm về nước tiểu để xác định sớm các biến chứng về thận, xét nghiệm công thức máu để đánh giá cái tình trạng thiếu máu
hoặc là có những bệnh nhiễm trùng, rồi xét nghiệm lipid máu, v.v. Chúng ta phải đánh giá toàn diện các tình trạng bệnh lý của người bệnh thì chúng ta mới có được cái phác đồ điều trị cho nó đúng mức. Và đặc biệt, chúng ta hết sức lưu ý cho khi chúng ta xét nghiệm đường máu vào lớn hơn 7,0 mmol trên lít nhưng nhỏ hơn 7,9 mmol trên lít, khi nồng độ HbA1c lại nhỏ hơn 6,5%, nước tiểu chưa có sự biến chứng, công thức máu chúng ta bình thường, huyết áp không tăng, điện tim bình thường, lipid máu không có rối loạn, thì chúng ta xử lý bệnh nhân là thế nào? Đã dùng thuốc chưa? Và dùng như thế nào? Thì chúng ta hết sức lưu ý. Đây là một chỉ số rất hay gặp ở các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện. Và chúng ta xử lý như thế nào? Đừng để cho bệnh nhân lại lạm dụng thuốc, hay nói khác lại sử dụng thuốc không đúng mức. Và ở cái kết quả xét nghiệm như thế này thì chúng ta có một câu để nói rằng đây là một bệnh đái tháo đường đơn thuần, mức độ nhẹ, chưa phải dùng thuốc. Chúng ta nếu như trong nhiều lần xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân vẫn nằm trong khoảng này thì chúng ta thảnh thơi để mà khẳng định rằng đây là một cái loại bệnh đái tháo đường đơn thuần, mức độ nhẹ và ít có biến chứng và ít có những cái dấu hiệu nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, chế độ uống, chế độ luyện tập, xây dựng nếp sống sinh hoạt và tăng cường vận động, không trì trệ, không nằm nhiều, không ngồi nhiều, và thì ở những bệnh nhân này có thể cải thiện được nồng độ đường máu và không cần dùng thuốc. Tôi xin nhắc lại, ở những người có nồng độ đường máu như thế này và các kết quả xét nghiệm như thế này, chúng ta gặp rất nhiều chứ không phải ít. Đừng áp cho người ta vội vàng điều trị ngay và sẽ cho ra một cái hậu quả không tốt, phải phụ thuộc vào thuốc. Mà chúng ta phải đi vào từ cái thông số gọi là cái phác đồ điều trị thấp nhất, là chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, chế độ uống, chế độ tập luyện, xây dựng nếp sống sinh hoạt vận động, chống tình trạng ngồi lâu nằm lâu, tránh trì trệ, thì chúng ta đã kiểm soát được đường máu rồi. Đây là cái thông số thứ nhất, đi từ thấp đến cao, tôi xin trình bày. Và tiếp theo, đối với lại trường hợp đường máu lớn hơn 7,9 mmol trên lít, HbA1c lớn hơn 6,5%, nước tiểu bình thường, công thức máu bình thường, huyết áp có tăng trên 140/90 mm thủy ngân, hoặc điện tim có dấu hiệu bất thường, hoặc bắt đầu có rối loạn lipid máu, thì chúng ta phải khẳng định rằng bắt đầu có biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường rồi đấy. Và mặc dù đường máu không cao lắm, thì chúng ta lưu ý cho là các chỉ số về huyết áp, về điện tim, về chỉ số lipid máu, chúng ta cần phải điều trị đái đường, cần phải điều trị các bệnh có liên quan, tức là phải hạ được huyết áp, phải điều trị được cân bằng các chỉ số lipid máu. Mặc dù là đường máu không cao lắm, HbA1c cũng chỉ mới lớn hơn 6,5%, đường máu mới chỉ lớn hơn 7,9 mmol, nhưng chúng ta lưu ý ở những người này lại có những cái bệnh lý kèm theo. Chúng ta phải điều trị một cách nghiêm túc, đưa tất cả các chỉ số đường máu, các chỉ số về huyết áp, chỉ số về lipid máu, chỉ số nhịp tim trở về trạng thái bình thường, chúng ta mới tránh được những hậu quả đột quỵ của người bệnh. Tiếp theo, ở những người bệnh đái tháo đường có các bệnh phối hợp, có biến chứng, cần đặc biệt chú ý khi đái đường kèm theo huyết áp cao thì rất đáng sợ. Nếu nước tiểu có protein thì
thì chúng ta phải nghĩ tới cái nguy cơ suy thận và cần làm ure creatinine máu thật sớm để xác định sớm nguy cơ suy thận. Khi xét nghiệm nồng độ cholesterol máu lớn hơn 6,0 mmol trên lít, nồng độ HDL nhỏ hơn 0,9 mmol trên lít, cần phải theo dõi chặt chẽ nguy cơ đột quỵ do vữa sơ động mạch. Đây là những vấn đề mà Hội hiệp Đái tháo đường quốc tế cảnh báo, cũng như Hội hiệp của Hội Đái tháo đường Việt Nam đã đưa ra những cái thông tin, những cái cảnh báo rất sớm để chúng ta chú ý. Đây là mục tiêu điều trị. Và mục tiêu điều trị chúng ta lưu ý là luôn luôn nhớ rằng ở những người bệnh đái tháo đường, cố gắng đưa cái nồng độ đường máu về với chỉ số bình thường, nồng độ HbA1c về với bình thường. Tuy nhiên ở những người đái tháo đường lâu năm, để về được hoàn toàn bình thường là vô cùng khó. Cho nên ở đây tôi đưa ra, mà không phải là tôi đưa, và chỉ số này của Viện Nội tiết Trung ương đã đưa ra một cái thông số, tức là nếu điều trị tốt, điều trị thật tốt, ở những người đái tháo đường mãn tính lâu năm chỉ cần HbA1c dưới 7,0 đã là tốt rồi. Còn nếu như không được dưới 7,0 thì HbA1c dao động từ 7,0 tới dưới 7,5 chấp nhận được. Còn nếu điều trị mà HbA1c cứ luôn luôn lớn hơn 7,5 thì 1,3 nhấn này được gọi là kết quả rất thấp, kém và không hiệu quả. Cho nên người ta gọi cái chỉ số HbA1c là chỉ số theo dõi cái hiệu quả điều trị đái tháo đường và đánh giá người thầy thuốc quản lý tốt bệnh nhân hay không, là dựa vào HbA1c là hết sức cơ bản. Ngoài ra, chúng ta hết sức lưu ý phải theo dõi kết quả huyết áp, rồi theo dõi BMI, theo dõi các chỉ số cholesterol và HDL, LDL, triglycerides, v.v. Để biết hiệu quả điều trị bệnh đái tháo đường, định kỳ mỗi 3 tháng thì chúng ta bắt buộc cần phải làm xét nghiệm HbA1c. Và điều này thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã đưa ra một cái tiêu chuẩn cho phép để thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm, được phép là 3 tháng làm xét nghiệm HbA1c một lần. Và chúng ta lưu ý rằng nếu như mỗi một lần xét nghiệm mà nồng độ HbA1c từ cao mà giảm được 1% thì sẽ giảm tương đối các nguy cơ. Chúng ta lưu ý là khi giảm được 1% thì giảm tương đối các nguy cơ. Chỉ cần giảm 1% thôi thì đã giảm được 21% nguy cơ tử vong, giảm được 14% nguy cơ nhồi máu cơ tim, giảm được 37% biến chứng mạch máu nhỏ, giảm được 43% biến chứng của bệnh lý bàn chân. Đấy, chúng ta hết sức lưu ý cho là khi mà làm xét nghiệm HbA1c này nó đang cao, mà chúng ta điều trị tốt, cứ định kỳ hàng mỗi 3 tháng làm một lần, mà nó giảm được như thế này thì chúng ta cho rằng là rất phấn khởi và hy vọng là giảm được các nguy cơ bệnh lý, đặc biệt là nguy cơ tử vong, theo như là một cái tháp như thế này mà Viện Nội tiết Trung ương đã đưa ra một cái thông tin rất chính xác. Tiếp theo nữa là khi dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường trong quá trình điều trị, chúng ta hết sức lưu ý đừng có cực đoan, tức là kiêng khem quá mức làm cho thiểu dưỡng mà bệnh nhân không bị mắc bệnh nọ lại sang bệnh kia. Cho nên ở Viện Nội tiết Trung ương, người ta đã đưa ra một cái tháp dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường. Một cái đề tài dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo ở khoa thần kinh nội tiết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người ta cũng đã có một cái thông tin rất cụ thể về dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường. Và nguyên tắc dinh dưỡng là đủ năng lượng cho cơ thể sống hoạt động bình thường, không làm tăng đường máu, không gây rối loạn chuyển hóa chất, đặc biệt là không làm tăng lipid máu, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, luôn đảm bảo cân đối thực đơn các bữa ăn, thực đơn đáp ứng nhu cầu hoạt động cơ thể sống. Chúng ta lưu ý đây là một nguyên tắc vàng mà các nhà dinh dưỡng đã chỉ ra cho những người bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là tuyệt đối không ăn no một bữa, không dùng nhiều nước ngọt, không làm tăng cái khẩu phần dinh dưỡng dưới dạng là tinh bột,
mà chúng ta chỉ cần làm sao ăn rất nhiều bữa, ăn đủ năng lượng cho cơ thể sống hoạt động bình thường trong 24 giờ. Và ăn gì thì ăn, không làm tăng cái đường máu, mà trong quá trình điều trị không gây rối loạn chuyển hóa chất. Cho nên là đây chúng ta hết sức lưu ý là không ăn thức ăn nhiều đạm, nhiều mỡ quá, có mức mà ăn dưới dạng là mỡ thực vật, đạm thực vật thì tốt hơn rất nhiều là đạm và mỡ động vật. Cách đây 7 năm thì tôi đã được nghe một cái báo cáo của một đề tài khoa học nói về tuổi thọ của những người đi tu, những người tu hành trong nhà chùa. Chúng ta thấy rằng những người đi tu trong nhà chùa rất rất ít những người béo phì thừa cân. Chúng ta nhìn thế nhưng mà người ta sống rất lâu, rất thọ ở những người tu hành trong nhà chùa, vì người ta ăn rất đạm bạc, ăn uống không bị quá đói, không quá no, và người ta không ăn thức ăn động vật, rất rất hiếm ăn thức ăn động vật, chủ yếu là ăn thức ăn thực vật. Cho nên những người tu hành trong các nhà chùa sống rất thọ, cuộc sống rất khỏe và rất ít bệnh tật. Phải nói rằng là một cái đề tài đánh giá rất cao với cái tỷ lệ những người đi chùa so với tỷ lệ cộng đồng người dân bình thường, thì đúng là cái dinh dưỡng của nhà chùa được xây dựng làm bữa ăn thông thường cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Mà chúng ta lưu ý để muốn giữ được cái nồng độ đường máu không tăng, ở đây người ta đưa ra một cái hàng số là 5,7 mmol trên lít, thì chúng ta nên sử dụng các thực đơn, các menu trong bữa ăn là chủ yếu dưới dạng hoa quả, cà chua, cà rốt, dưa chuột, xà lách, vân vân, tức là dưới dạng các thức ăn và thực vật, thì rất hiệu quả cho quá trình đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường. Và thực đơn lành mạnh cho người tiểu đường, chúng ta lưu ý rất nhiều mà để cho người bệnh không bị ngán, không bị chán và thường xuyên đổi món cho người bệnh. Các loại thức ăn dưới dạng thực vật thì có vô cùng nhiều các loại. Chúng ta có thể đổi bữa và tạo ra một cái tỷ lệ cho mỗi bữa ăn khác nhau, kể cả sữa chua mà người ta dùng, hay là bột đậu lành, hoặc là gạo nứt, hoặc là những cái dạng ví dụ như miến, măng, xà lách, củ cải, rồi là tất cả những loại rau xanh người ta đưa ra xây dựng như này. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là để tránh tình trạng rối loạn lipid máu, để tránh các tình trạng gây ra vữa sơ động mạch và nhồi máu cơ tim. Rồi là dẫn đến một cái điều nữa, đảm bảo cho cái người bệnh đái tháo đường không bị biến chứng, không bị các bệnh nguy hiểm về tim mạch và đột quỵ, thì vấn đề luyện tập, chế độ luyện tập, chế độ dinh dưỡng về thần kinh, để đảm bảo cho các thần kinh, dây thần kinh chức năng cũng như vỏ não không bị mắc bệnh, thì chúng ta phải có chế độ luyện tập. Lợi ích luyện tập thì chúng ta biết rồi, bắt buộc phải luyện tập để tiêu hao năng lượng, và có tiêu hao năng lượng thì mới tạo ra được một các tế bào sống khỏe mạnh. Các tế bào sống khỏe mạnh thì sẽ dẫn đến tình trạng là cơ thể chúng ta khỏe mạnh và sẽ hạn chế tối đa các biến chứng. Nguyên tắc luyện tập là chọn phương pháp luyện tập phù hợp, tập đều đặn và luôn luôn hoạt động. Tập luyện tạo cuộc sống vui khỏe, và vui khỏe ở đây tôi nói rằng là vui khỏe không phải vui để chơi, mà vui khỏe ở đây để dinh dưỡng thần kinh, để cho thần kinh chúng ta được tự tại, được thanh thản và không phải làm việc quá nhiều. Và khi mà vỏ não làm việc đủ sức, không vượt quá khả năng, không bị mắc bệnh về vỏ não, thì sức khỏe của thần kinh, các tế bào não chúng ta sẽ được bảo đảm cái sự minh mẫn, trí nhớ được kéo dài. Tôi xin nói là cái việc hoạt động xã hội, quan tâm tới các chức năng vỏ não,
đảm bảo cái sự hoạt động của não được một cách thường xuyên thì cái người đó rất là khỏe mạnh. Và thần kinh mà minh mẫn thì sẽ tạo ra chúng ta một cuộc sống là sống vui, sống khỏe và tồn tại một cách văn minh, không bị lạc hậu với lại những người cùng tuổi mà lại không luyện tập. Và cho nên tôi xin nhắc lại các nguyên tắc luyện tập chúng ta là rất cần thiết, phù hợp với lại sức khỏe, phù hợp lứa tuổi và tạo cho cuộc sống chúng ta vui khỏe để nuôi dưỡng cái tế bào não chúng ta được khỏe mạnh. Đây là một số những hình ảnh về luyện tập. Và chúng ta lưu ý rằng cái việc kiểm tra đường máu định kỳ, luyện tập thường xuyên, đấy là điều chúng ta hết sức lưu ý. Thì đây là một số những nguyên tắc. Còn tôi xin nói thêm, cái vấn đề điều trị bệnh đái tháo đường hiện nay, chúng ta đừng quá lạm dụng về thuốc Tây, đừng quá lạm dụng vào các chế phẩm thuốc tân dược, mà chúng ta có thể kết hợp với lại điều chỉnh chế độ ăn và sử dụng các lá thực vật. Và hiện nay chúng ta thấy rằng là các sản phẩm chế phẩm từ y học cổ truyền có tác dụng rất tốt trong quá trình ngăn chặn, làm gia tăng nồng độ đường máu. Ví dụ như là chúng ta dùng lá dây thìa canh và mướp đắng, rồi dùng rất nhiều các loại lá khác nhau. Ví dụ như lá bằng lăng tươi, cây chè đắng, cả cây, cả rễ, cả lá, rồi lá xoài non, vân vân. Chúng ta dùng những cái sản phẩm dưới dạng các thực vật mà có tinh chất, có khả năng kích thích sự sản sinh insulin, có khả năng kích thích quá trình hoạt hóa màng tế bào, làm tăng quá trình hoạt động của insulin trên bề mặt màng tế bào, tránh được tình trạng kháng insulin và dẫn tới cái việc insulin qua lại màng tế bào một cách thuận lợi và dẫn đến tình trạng làm cho chống gây tăng đường máu. Đấy là cái mà mục đích chúng ta làm. Tôi xin nhắc lại là đừng quá lạm dụng vào các loại thuốc Tây y và cũng đừng quá lạm dụng các loại thuốc mà chúng ta thấy rằng là rất nhiều bác sĩ bảo rằng là đấy, tôi chỉ tiêm cho bà một mũi, ngày mai là nồng độ đường máu đã trở về bình thường. Tức là dùng insulin quá sớm cho người bệnh cũng không nên. Và ở đây tôi nhân tiện đây tôi nói luôn, và hiện nay rất nhiều những cái chuyên đề nói về cái sử dụng insulin sớm cho người bệnh đái tháo đường có tác dụng làm hạ lipid máu, có tác dụng làm giảm mỡ máu, có tác dụng để chống các đột quỵ dùng insulin sớm. Nhưng tôi lưu ý rằng là khi nào được gọi là sớm, và không phải là nồng độ đường máu dưới 8,3 mmol trên lít đã dùng insulin, mà cũng không phải là ngày tháng này nồng độ đường máu nó lên tới 13 mmol trên lít đã sợ đã dùng insulin, không phải. Mà chúng ta lưu ý là dùng nhiều tháng mà dùng các loại thuốc Tây y hay là dùng các chế độ chế phẩm của y học cổ truyền, nồng độ đường máu cứ tăng dần, cứ cao trên 18, 19, 20, 21 mmol trên lít, mà các loại thuốc uống không hiệu quả đối với lại kể cả bệnh nhân đái tháo đường thứ 3. Chúng ta bắt đầu sử dụng insulin, nhưng sử dụng insulin với liều từ thấp đến cao, không nên dùng liều cao ngay lập tức. Và sau khi dùng insulin điều trị một thời gian ngắn, chúng ta lại hạ dần cái liều lượng insulin và kết hợp sử dụng thuốc tân dược quay trở lại và điều chỉnh chế độ ăn. Nếu như nồng độ đường máu trở về bình thường, chúng ta có thể cai hẳn việc dùng insulin đối với đái tháo đường tiếp 2 để tránh tình trạng phụ thuộc insulin. Tôi xin nhắc lại là trong quá trình điều trị đái tháo đường tiếp 2, nếu nồng độ đường máu cứ kéo dài và gia tăng liên tục trong nhiều tháng, chúng ta có quyền sử dụng insulin để tránh những biến chứng, tránh những tai biến và tránh đột quỵ cho người bệnh, thì chúng ta vẫn có quyền tiêm insulin, chứ không phải nói rằng đái tháo đường tiếp 2 không phụ thuộc insulin mà chúng ta không dùng. Chúng ta vẫn dùng, nhưng dùng như thế nào? Dùng từ liều thấp đến liều cao. Khi đạt được mục tiêu giám sát, kiểm soát được đường máu, chúng ta bắt đầu dừng ở cái nồng độ đó. Mà khi cái nồng độ đường máu không tăng nữa, chúng ta có quyền giảm nồng độ insulin, giảm cái liều lượng insulin, kết hợp với lại dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn.
và chúng ta giảm dần khi mà không cần dùng insulin nữa mà nồng độ đường máu vẫn đang định thì chúng ta có quyền là bỏ hẳn insulin. Đấy là cái phác đồ điều trị insulin hiện nay, tránh tình trạng lạm dụng insulin cả đời cho người bệnh và gây khổ cho người bệnh. Đây là một số điều mà chúng tôi được tập huấn, chúng tôi được tham gia các buổi hội thảo. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin trao đổi lại với các anh các chị để các anh các chị chúng ta cùng chia sẻ. Và sau đây thì chúng ta sẽ còn khoảng nửa tiếng để chúng ta thảo luận và trao đổi với nhau những cái thường gặp hàng ngày và tháo gỡ những cái vướng mắc các anh các chị ở cơ sở. Bởi vì theo cái cách truyền đạt lần này, tôi trao đổi với anh Quang là chúng ta mỗi một chuyên đề sẽ dành cho chọn một buổi tối và khoảng sấp xỉ 2 tiếng đồng hồ, chưa đầy 2 tiếng để tôi trình bày các kiến thức về lý thuyết. Sau đó chúng ta cùng trao đổi với nhau để cùng tìm ra những cái thực tiễn trong lâm sàng, thực tiễn tại cơ sở y tế chúng ta có gì vướng mắc, chúng ta cùng trao đổi và đưa ra những cái giải đáp và cùng thảo luận, cùng trao đổi với nhau. Sau đây là có lẽ là anh Quang theo dõi và cùng với lại mọi người, chúng ta bước sang một cái thời điểm thứ hai trong buổi tối hôm nay là chúng ta thảo luận. Bảo okay, các chị có cần giải lao không? Hôm qua chúng ta thảo luận luôn nhá. Anh Quang đâu rồi? Alo. Các bạn đâu rồi? Vâng, thầy. Vâng. Thầy ơi. Bây giờ thì em cho các bạn thảo luận xem nào, cùng với lại tôi cùng ngồi đây để trao đổi xem nào. Bạn bạn qua hỏi xem là các bạn trong lớp xem. Vâng vâng ạ. Các anh chị học viên có câu hỏi nào không thì có thể là bật mic lên cùng trao đổi ạ. Ở đây có các bác sĩ hỏi trong phòng trang thầy ơi. À, nghe được không ạ? Vâng, 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 nghe thấy. Thấy trong phần chat có một số câu hỏi em đọc cho thầy nhá. Rồi. Đấy, thầy đợi em chút để em đọc. Câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi nhỉ? Rồi. Vâng, vâng. Vậy về đây ta bị cái vâng, theo lâm sàng thì khi gluco máu nhỏ hơn 4 mmol trên lít, bệnh nhân đã có biểu hiện trên lâm sàng như vã mồ hôi, run chân tay, vân vân. Tại sao phòng xét nghiệm có lúc xét nghiệm ra đường máu 2 đến 3 mmol trên lít nhưng bệnh nhân không có biểu hiện gì, vẫn đi lại bình thường? Không biết là câu hỏi này. Vâng, câu hỏi đầu tiên của mình. Ta sẽ trả lời từng câu một, anh chị em chúng ta sẽ cùng thảo luận từng vấn đề nhé. Vâng ạ. Thứ nhất là có bạn nói rằng là có những bệnh nhân khi nồng độ đường máu là dưới 4,0 mmol trên lít thì bắt đầu run chân tay, vã mồ hôi, phải không ạ? Dạ. Đúng không? Dạ vâng. Có bạn nào hỏi đây còn có ngồi đây không ạ? Chị Trần Thị Lịch có đây không ạ? Chị Trần Thị Lịch có thể bật mic lên trao đổi thêm với thầy ạ. Lịch có đây không ạ? Và người khác có cần giải thích cái câu này không ạ? Dạ có thầy ơi. Ừ. Thế em gặp trường hợp này nhiều không? Em có gặp một lần ạ. Rồi, có bạn nào gặp trường hợp như này không? Tôi phải nói luôn, tôi gặp rất nhiều. Và cái câu hỏi này cũng rất là hay. Wow, hiện nay tình trạng mà bệnh nhân có nồng độ đường máu không thấp và không cao, mà thậm chí có những người tơ lơ mơ ở cái thời điểm thường 9 giờ sáng hoặc là 9 rưỡi sáng, và cũng có người ở lúc 10 giờ sáng. Những người như thế, người ta thường đến, người ta kể chuyện là tôi đi làm xét nghiệm, người ta cứ tôi cứ ăn nhiều bánh kẹo lúc bây giờ, tôi cứ ăn nhiều bánh kẹo quá để cứ đến lúc ấy mà nó run chân tay, tôi ăn bánh kẹo vào hoặc uống nước đường vào thì nó lại tỉnh và hết. Thì tôi sợ là đái tháo đường, tôi đến bệnh viện xét nghiệm thì đường máu không cao. Đấy, thì bác sĩ lại bắt tôi làm nghiệm pháp các thứ vân vân, đường máu vẫn không cao mà cứ 9 rưỡi 10 giờ tôi run chân tay. Thì tôi phải nói luôn là cái
cái tỷ lệ có khoảng 1% số bệnh nhân thông thường, số người người dân thông thường trong cộng đồng là có cường insulin tạm thời ở một thời điểm nhất định trong ngày. Có người thì khoảng 9 giờ sáng, có người 9 rưỡi, và cũng có người là sợ nhất là có những người vào đêm. Thế thì một số người nói rằng là nửa đêm lên cơn co giật, vã mồ hôi lại chân tay, thế nhưng sau đó tôi uống nước đường lại tỉnh. Thì đây là những cơn hạ đường máu nhất thời do cường insulin, do thời điểm sinh học, và thỉnh thoảng có những người bất thường như vậy. Thì chúng ta cũng không làm thế nào khác ngoài cái việc là khi thấy run chân tay, mắt hoa, rồi là bốn rốn, không làm được việc gì, và uống cốc sữa, uống nước đường vào, một lúc sau nó tỉnh, thì chúng ta khẳng định ngay đấy là những cơn hạ đường huyết bình thường ở những người này, thậm chí là có người đái đường nhưng vẫn có cơn hạ đường huyết đấy, mà vẫn phải uống nước đường. Ở những người bệnh đái tháo đường hẳn hoi, nồng độ đường máu bình thường rất cao nhưng cũng có lúc hạ đường huyết vào cái thời điểm 9 giờ 9 rưỡi. Thì tôi xin nhắc lại là chu kỳ sinh học, hay là cái người ta gọi là nhịp sinh học của quá trình bài tiết insulin của cái cá nhân cá thể này không bình thường, và có những lúc nhất thời tuyến tụy mất khả năng, là cường insulin nhất thời, tuyến tụy lại tăng bài tiết insulin một cách đột ngột vào khoảng 9 giờ hoặc 9 rưỡi sáng, người ta gọi là hiện tượng cường insulin bất thường trong một cái thời điểm nhất định. Và khi cường insulin như thế sẽ làm hạ đường máu, và ở những người nồng độ đường máu đang 9-10 mmol trên lít người ta thấy bình thường, nhưng hạ xuống còn 4 mmol trên lít là người ta run chân tay lắm rồi. Đấy, cho nên là chúng ta lưu ý đấy là trường hợp chúng ta cần quản lý và theo dõi. Tất nhiên là chúng ta phải theo dõi vài ba lần, thấy chu kỳ như vậy, chúng ta xét nghiệm như vậy thì chúng ta cứ cho bệnh nhân uống nước đường. Còn nếu như mà thầy Nam bảo là cứ uống nước đường đi, có những người hôn mê thì chết toi, có những người là nồng độ đường máu tăng quá cao cũng dẫn đến tình trạng tơ lơ mơ. Thế thì chúng ta phải giữ cái thời điểm như thế, là chúng ta phải có một cái động thái là cho bệnh nhân đi kiểm tra và xét nghiệm vài ba lần để chúng ta tìm được cái chu kỳ của họ. Và nếu như đúng như bạn nói là khi làm xét nghiệm đường máu dưới 4 mmol trên lít, bệnh nhân run chân tay vã mồ hôi, mà ở trên bệnh nhân đái tháo đường, đấy là thời điểm cường insulin nhất thời của từng cá thể nhá. Đấy là mọi người có thắc mắc gì vấn đề này không? Bạn Lịch có thấy câu này giải thích có thấy thỏa đáng chưa? Thế chúng ta xem câu khác nhá. Thầy ơi, cho em hỏi tí à? Cái đường máu nó hạ xuống thì còn khoảng tầm 2,6 mmol trên lít đấy, nhưng mà bệnh nhân vẫn đi lại bình thường ấy, thì đấy 2,6 rồi. Khi xét nghiệm 2,6 mmol trên lít mà vẫn cho là bình thường, là chúng ta xem xét lại cái xét nghiệm của phòng xét nghiệm có chuẩn hay chưa. Wow. Chúng ta lưu ý rằng là bệnh nhân 58,0 mmol trên lít, thế mà lại xuống 2,6 mmol trên lít thì lúc này bệnh nhân là tơ lơ mơ lắm rồi. Và chúng ta lưu ý rằng là khi xét nghiệm đường máu dưới 1,5 mmol trên lít là hôn mê do hạ đường huyết đấy. Thế và từ 1,5 cho tới dưới 3 mmol trên lít là người có thể loạn choạng tơ lơ mơ. Thế mà xét nghiệm 2,6 mmol trên lít mà người bệnh vẫn bình thường, thì chúng ta cái khả năng thứ nhất phải xem lại kết quả xét nghiệm. Và khả năng thứ hai thì chúng ta lưu ý là những người này có thể người ta thường chúng ta xét nghiệm nhiều lần mà nồng độ đường máu người ta chỉ có 2,6, 3,3, 3,5 mmol trên lít, thì người ta có thể quen với lại cái chỉ số này và người ta có thể thấy bình thường. Nhưng rất hiếm, tôi xin nhắc lại là rất hiếm ở những người có nồng độ đường máu thấp mà hoạt động được bình thường. Và thì chúng ta phải cần xem xét lại cái kết quả xét nghiệm của cái labo đó nhá. Và cái này là gặp nhiều. Đó, các kết quả xét nghiệm chúng ta ví dụ như là cũng lấy máu đúng nhưng mà lại để
thời gian lâu sau mới làm xét nghiệm thì bị tiêu đường huyết trong huyết thanh. Chúng ta chắt huyết thanh ra làm xét nghiệm thì làm cho kết quả đường máu nó lại thấp xuống một cách không chính đáng. Các bạn khác có thấy thế không? Còn ai có ý kiến về cái này không? Vâng, thầy ơi, em xin phép sang câu hỏi thứ hai thầy nhé. Rồi. Thầy ơi, em thấy một số đơn vị đang dùng gluco tiêm 10% cho bệnh nhân uống. Không biết như vậy là có được không ạ? Uống để làm gì? Bạn nào hỏi cho nào uống làm gì? Bạn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt có đây không ạ? Bạn Ánh Nguyệt có đây không? Dạ vâng thưa thầy ạ, em muốn hỏi là dùng thay thế cái đường gluco 10% để thay cho đường pha để mình làm liệu pháp dung nạp đường huyết đấy thầy. Thế là nhắn nhít. Liệu pháp không ai ta nói thế này. Đấy, không được dùng. Người ta sinh ra cái gluco 10% được gọi là gluco ưu trương để sử dụng trong một số trường hợp bệnh lý. Đấy, trong chấn thương sọ não hay là trong một số trường hợp mà hạ gluca tối cấp, người ta có thể dùng gluca ưu trương. Còn thông thường đẳng trương là gluca 5%, thường người ta truyền cho bệnh nhân để mà dinh dưỡng hàng ngày, kết hợp với lại natri 9/1000 cùng với lại gluca 5% được gọi là dung dịch đẳng trương để người ta sử dụng dinh dưỡng cầm chừng cho bệnh nhân. Còn 10% là dung dịch ưu trương, người ta chỉ dùng trong lâm sàng trong một số bệnh lý, đặc biệt là trong chấn thương sọ não, hoặc là trong một số trường hợp là mà có tức là tràn dịch của sọ não, hoặc là có những trường hợp mà tăng áp lực sọ não, người ta dùng gluca tiêm 10% truyền tĩnh mạch. Còn để làm cái nghiệm pháp gluca để làm tăng đường máu sau 2 giờ, người ta đã thành bài rồi, thế giới thành bài rồi, là người ta dùng 75g cái bột glucosan pha trong 300ml nước cho bệnh nhân uống sau 2 giờ định lượng lại. Chứ không chưa thấy ai nói rằng dùng gluca tiêm 10% để làm nghiệm pháp cả. Đấy, xin các bạn là như vậy nhá. Đấy, ai sáng tác cái câu này thì là có khi là Bộ Y tế mà biết thì ta phạt cho chết đấy. Vâng, em cảm ơn thầy. Còn ai hỏi gì nữa? Còn thấy câu hỏi thứ ba rồi nhá. Thầy cho em hỏi là em gặp trường hợp bệnh nhân làm nghiệm pháp đường thai nghén nhưng đường lần xét nghiệm thứ ba lại cao hơn lần thứ hai. Bệnh nhân không ăn uống gì, thầy giải thích cho em ấy ạ. Ở đây khi cho bệnh nhân làm xét nghiệm dung nạp, em thấy có trường hợp gluco sau uống 75g đường khan 1 giờ sau cao hơn 2 giờ uống. Cho em hỏi cơ chế xảy ra như nào, đúng không? Có phải thế này không? Có câu này không? Câu sau gọi thầy ạ. Câu trước thì bạn bỏ rồi ạ. Rồi. Vâng, câu sau nữa ạ. Nghiệm pháp thai nghén nhưng đường xét nghiệm lần thứ 3 lại cao hơn lần thứ hai, bệnh nhân không ăn uống gì. Tôi không hiểu cái câu này, để tôi hỏi lại một chút. Làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ đúng không ạ? Nhưng mà tức là có phải làm 3 lần trong ngày không? Đây là làm 3 lần thôi ạ. Làm nghiệm pháp dung được là làm 3 lần. Và lần thứ 3 là cao hơn lần thứ 2 ạ. Rồi. Làm 3 lần, lần thứ 3 cao hơn lần thứ 2 thì đó là đương nhiên. Nếu như làm 3 lần liên tục. Dạ thầy ơi, em nghĩ là chắc là anh ấy đọc sai câu đó một xíu. Cứ là lần lấy máu lần thứ 3 á thầy, có nghĩa là 2 giờ sau khi uống á, nó sẽ cao hơn lần thứ nhất. Em cũng gặp tương đối nhiều trường hợp này. Thì em muốn xin hỏi thầy là cơ chế... Tức là em lấy máu lần thứ 3. Dạ. Nhưng mà cũng uống đường 75g lần thứ 3. Dạ không ạ, cũng đúng quy trình của cái nghiệm pháp cũng là đường huyết thôi, nhưng mà
cái đường huyết mà sau 2 giờ sau khi uống á, nó cao hơn 1 giờ sau khi uống. Tức là làm nghiệm pháp em 1 giờ lấy cho uống một lần, nhưng mà giờ thứ nhất em làm này, lấy máu dạ. làm một lần này. Giờ dạ. thứ hai em lấy máu lần nữa này. Dạ. Lần thứ ba lấy máu lần nữa này, đúng không? À dạ không, thế cũng đúng quy trình của mình thôi, là trước khi uống lấy máu một lần, sau khi lấy máu lần đầu sẽ uống, và 1 giờ sau khi uống được lấy máu lần tiếp, và 1-2 giờ sau khi uống lấy máu lần tiếp nữa. Thế này nhá, dạ. thực ra bọn em làm như thế thì cũng không cần thiết mà lại đâm ra lại hoang mang. Người ta chỉ có bây giờ người ta rút gọn rồi, người ta đã đưa ra là lấy máu thai kỳ là làm nghiệm pháp đường máu chỉ có 2 giờ sau là một lần thôi, uống glucosa 75 gram trong 300 ml nước và cho bệnh nhân uống xong nghỉ ngơi 2 giờ sau lấy máu. Nếu nồng độ đường máu dưới 11 mmol trên lít thì là rối loạn dung nạp đường huyết, còn nếu như trên 11 mmol trên lít thì khẳng định là đái tháo đường thai kỳ nhá. Em không cần làm 3 lần như thế, em chỉ cần 2 lần thôi, tức là một lần lúc đầu lấy máu bất kỳ cũng được, sau đó em lấy máu sau đó em uống đường máu, và sau 2 lần sau, sau 2 giờ sau em làm, không cần 1 giờ 1, chỉ cần là người ta gọi là nghiệm pháp 2 giờ sau khi uống gluco nhá. Bên em lại lấy là 3 lần cơ à? Không cần đâu, chỉ cần hai lần này, một lần uống, một lần chưa uống và một lần sau uống, dạ. 2 giờ. Tại vì em vẫn dùng cái tài liệu cũ để theo hướng dẫn đó, thì cái mới không, này bây giờ không cập nhật. Là phải cập nhật đi. Người dạ, ta dạ, gọi dạ. là nghiệm pháp 2 giờ sau uống gluco mà. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Nhá. Dạ. Rồi, không cần phải 3 giờ đâu, không phải 3 lần đâu, 2 lần thôi. Một lần trước uống và 2 giờ sau uống nhá. Còn ai phải gì đâu không? Có một câu hỏi nữa là của, không biết là đây của ghi là Vivo 1811 đây. Mọi người nhớ lần sau để tên giúp mình nhé, để còn trao đổi trong quá trình học ạ. Em có gặp một số trường hợp gluco, xét nghiệm gluco là nhỏ hơn 2,5 mmol trên lít hoặc cao đến 40 mmol trên lít nhưng vẫn bình thường. Mặc dù theo lý thuyết thì bệnh nhân phải hôn mê, thầy giải thích giúp ạ. Rồi. Cái bệnh nhân mà 40 mmol trên lít thì cũng đã gặp, và cũng có một lần hình như là ở trường Hải Dương các bạn cũng hỏi là em làm tới 50 mmol mà bệnh nhân vẫn chưa hôn mê, đúng không? Thế thì cái câu chuyện mà theo lý thuyết người ta nói là ở những bệnh nhân từ 22 cho đến 28 mmol trên lít làm đường máu, 22 đến 28 mmol đã có thể nguy cơ gây hôn mê. Wow. Nhưng mà đây có những người là 40 mmol lít chưa hôn mê, đúng không? Thế thì tôi phải giải thích luôn cái trường hợp này cũng gặp tương đối nhiều, và nhiều người đã nói, mà anh Tuấn Anh bệnh viện Bạch Mai cũng đã một lần giải thích trong cái hội nghị khoa học của Hội Hóa sinh miền Bắc. Tôi nhớ là cái đợt ấy là ở trên Thái Nguyên, anh Tuấn Anh cũng đã trả lời cho một người hỏi như thế này. Thì thực sự là không nhất thiết là cứ 30, 40 hoặc là nồng độ đường máu cao là có khả năng gây hôn mê. Cái hôn mê do đái tháo đường nó có hai cơ chế. Một cơ chế là làm gây ưu trương nồng độ, hay gọi là, hay nói khác, tức là làm cho tăng áp lực thẩm thấu trong lòng mạch. Cơ chế thứ hai là gây toan hóa máu. Vâng, gây toan hóa máu. Thế ở những người mà có khả năng kết hợp cả hai thì khả năng hôn mê rất nhanh, vừa tăng áp lực thẩm thấu vừa toan hóa máu thì tình trạng hôn mê rất nhanh, thậm chí là nồng độ đường máu chỉ 25 30 mmol đã hôn mê rồi. Nhưng có những người 40 mmol trên lít mà chưa toan hóa máu, bệnh nhân vẫn chưa hôn mê mà vẫn bình thường, bởi vì áp lực thẩm thấu trong lòng mạch của bệnh nhân này mặc dù đường máu cao nhưng áp lực thẩm thấu nó vẫn thấp. Bởi vì có thể là áp lực thẩm thấu có do nhiều yếu tố tạo ra, trong đó có protein toàn phần, có albumin, có các hợp chất hữu cơ, hợp chất vô cơ hòa tan cùng với glucosa mới làm tăng áp lực thẩm thấu.
Thế cho nên ở những người mà nồng độ glucose trong máu cao nhưng chưa tăng áp lực thẩm thấu, lại chưa toan hóa máu, chưa tạo ra nhiều axit lactic trong tế bào, thì cái khả năng hôn mê vẫn chưa xảy ra và người bệnh vẫn cảm thấy mình vẫn bình thường. Đấy, cái đấy gặp đã nhiều, là do cái cơ chế chúng ta biết rồi, cơ chế hôn mê do tăng đường huyết nó thường là phải đủ hai yếu tố, đó là tăng áp lực thẩm thấu kết hợp với hiện tượng toan hóa máu. Vâng, thế thì có những người chưa toan hóa máu và áp lực thẩm thấu lại không tăng thì không hôn mê được, cho nên là nồng độ đường máu 40-50 vẫn hôn mê, đúng không? Còn cái câu nữa là có người là nồng độ đường máu dưới 2,5 vẫn chưa hôn mê, đúng không? Thì vừa tôi giải thích rồi. Thì có hai khả năng, một là kết quả xét nghiệm của chúng ta cần phải kiểm tra lại, nhưng cũng có một cái khả năng nữa, cái tình huống thứ hai là có người người ta thường quen với lại các chỉ số đường máu rất thấp, xét nghiệm người ta thường xuyên là chỉ 3,5 hoặc là loanh quanh giá trị 3,0 mmol trên lít, người ta vẫn hoạt động bình thường, bởi vì là cái quá trình tiêu hao trong tế bào của người ta vừa đủ và nồng độ đường máu nó đổ ra, tức là nó tiêu vào trong tế bào và nó giữ trong đường máu chỉ khoảng 3,5 mmol trên lít. Nhưng mà tôi xin nói lại là tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, tiêu chuẩn của cái giá trị tham chiếu bình thường, người ta cho phép đường máu là từ dưới 2,5 mới gọi là thấp, còn từ trên 2,5 thì chưa phải là sự là thấp. Tôi xin nhắc lại như thế, từ trên 2,5 mmol trên lít chưa được gọi là thấp, mà chưa có khả năng gây hôn mê. Đấy. Mà hôn mê thường là dưới 1,5 mmol trên lít mới có nguy cơ hôn mê do hạ đường huyết. Chúng ta lưu ý cho từ mà có thông thường bây giờ chúng ta lại quen quá với lại cái nồng độ đường máu cao, mà khi thấy đường máu thấp cái chúng ta đã sợ, không phải, phải không? Người ta có quy định hẳn hoi là đường máu khi nào được gọi là rất thấp là phải là dưới 1 mmol trên lít, được gọi là khi nào là thấp là dưới 2,5 được gọi là thấp vừa, và dưới 1,5 là thấp trầm trọng, còn dưới 1 là hôn mê đấy, là như thế. Còn do sai số trong quá trình xét nghiệm nữa, chúng ta nên cần kiểm tra một vài lần trong quá trình xét nghiệm và kiểm tra lấy máu lại để chúng ta thấy có những người thì chỉ cơn hạ đường huyết nhất thời, chúng ta lại lấy máu lúc hạ đường huyết nhất thời và sau đó nó lại trở về bình thường. Lúc mà chúng ta làm có khi 2,5 nhưng một lúc sau có khi lại lên 3,5, 4,5 rồi. Ai hỏi gì nữa không? Thế có một câu hỏi tiếp theo thầy nhé. Bạn hỏi là khi lấy máu vào ống heparin làm xét nghiệm đường máu, theo lý thuyết mỗi giờ nồng độ giảm 3-5%. Em đã thấy trường hợp một phòng xét nghiệm đi lấy mẫu khám sức khỏe nhưng do đường xa và lượng mẫu nhiều, không làm ngay được. Đến khi họ thực hiện xét nghiệm, họ lại nhân ngược bù trở lại lượng gluco giảm. Thì không biết là cách tính bù trừ như vậy là có đúng không ạ? Không được, không đúng. Ta phải nói luôn, chúng ta không làm bù trừ như thế. Vâng. Thực ra thì 3%, 5% cái câu đấy cũng không phải là thật sự chính xác. Tôi có đọc một tài liệu, người ta nói rằng là khi mà lấy máu không có chất chống đông mà để tự máu lắng, vâng, tự máu lắng nhé, chúng ta lưu ý là không có chất chống đông mà để tự máu lắng, thì mỗi một giờ nồng độ đường máu giảm 0,5 mmol trên lít, vâng, và sau 2 giờ thì sẽ giảm 1 mmol trên lít, và sau 4 giờ thì có thể giảm tới 2 mmol trên lít. Đấy là tài liệu mà người ta có in trong y văn, chứ còn 0,3-5% gì cả, người ta nói luôn như thế. Đấy là với điều kiện mà xét nghiệm một cái ống không có chống đông thì như vậy. Còn những trường hợp xét nghiệm mà ống máu có chống đông thì chúng ta lưu ý cho, thì cái sự giảm cái nồng độ của glucose nó thấp hơn so với lại
cái việc mà chúng ta không dùng chất chống đông, nó có giảm nhưng không giảm nhiều, và có thể từ 0,3, 0,2, 5 đến 0,3 milimol trong mỗi giờ, nhưng không được phép nhân ngược như thế được. Chúng ta đấy chỉ là một cái dự báo về lý thuyết mà thôi, chứ còn chúng ta nhân ngược lên thì chúng ta không thật chính xác cho tất cả các người bệnh đâu. Bởi vì cái tiêu thụ chúng ta hiểu rằng tại sao nó giảm, bởi vì là còn phụ thuộc vào cái số lượng các tế bào sống, tức là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu có trong ống máu, nó cần phải tiêu hao năng lượng, cần phải sử dụng đường để cho nó sống. Đấy. Tức là trong điều kiện mà hồng cầu sống, tiểu cầu sống, bạch cầu sống, nó sử dụng tiêu hao năng lượng. Mà năng lượng đấy ở đâu? Năng lượng đấy là nồng độ glucose trong cái ống máu đấy bị các tế bào hồng cầu, bạch cầu nó chém, nó ăn, làm giảm nồng độ đi. Nhưng có người, cái số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu đấy nó lại không cân xứng, hay nói khác là số lượng hồng cầu, bạch cầu có khi nó lại hạn chế quá trình hoạt động, tôi không thể tỷ lệ thuận với cái việc mà giảm như thế để chúng ta nhân lên đâu. Có người thì thế này, có người thế kia, cho nên người ta chỉ là về mặt lý thuyết người ta dự báo nó là như vậy thôi, để chúng ta hình dung là chúng ta không nên sử dụng là lấy máu để quá lâu tại một nơi rồi mới mang về làm xét nghiệm. Và nếu như ai đó mà đi làm xét, đi ra khám sức khỏe, cứ lấy nguyên ống máu mang về để đến 4-5 tiếng sau mới làm xét nghiệm thì chúng ta không được phép như vậy. Và để tránh tình trạng này, không có điều kiện thì chúng ta quay đi tâm tại nơi lấy máu, chúng ta mang huyết thanh về thì nó không thay đổi gì, và chúng ta để điều kiện tủ lạnh vào để chúng ta bảo quản cái các thành phần trong huyết tương thôi, chứ còn không thay đổi với nồng độ glucose nếu như chúng ta tách máu sớm. Và chúng ta hiểu bản chất như thế để chúng ta đánh giá, chứ không thể nhân ngược như thế để trở lại cái nồng độ glucose ban đầu của người ta đâu nhá. Vâng, em cảm ơn thầy. Thầy, câu hỏi tiếp theo thầy nhé. Rồi. Trường hợp bệnh nhân có gluco huyết thanh bình thường nhưng chỉ số HB1C lại cao hơn 6,5%. Trường hợp này mình sẽ trả kết quả luôn được không ạ? Rồi. Tôi nói rồi. Cái chỉ số HB1C có độ tin cậy cao hơn so với nồng độ glucose trong máu, cho nên chúng ta phải tin cái nồng độ HB1C. Tuy nhiên, cái kỹ thuật định lượng HB1C chúng ta phải hiểu rằng hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau. HB1C nằm trong một kỹ thuật nào? Là làm bằng phương pháp sắc ký nỏng cao áp, hay là làm phương pháp đo độ đục, hay là phương pháp miễn dịch, thì chúng ta phải lưu ý cho. Thông thường thì các phương pháp đo độ đục và phương pháp miễn dịch thì nó chỉ là ở cái mức đạt được cái hiệu quả là trên 90% thôi, không thể tuyệt đối chính xác như là cái phương pháp điện di mao quảng hay là phương pháp sắc ký lỏng cao áp. Đấy. Thế thì chúng ta tùy theo kỹ thuật, nhưng chúng ta dù kỹ thuật gì thì các phòng xét nghiệm phải có một cái kiểm tra chất lượng nội kiểm và ngoại kiểm để chúng ta đánh giá kỹ thuật chúng ta. Nếu kỹ thuật chúng ta tin tưởng thì chúng ta lấy kết quả HB1C làm tiêu chuẩn, còn nồng độ đường máu lúc cao lúc thấp trong ngày chúng ta chỉ để tham khảo. Và nếu như là chúng ta có làm HB1C thì kết quả HB1C là tiên quyết, còn đường máu có cao một chút, có thấp một chút cũng chỉ là tham khảo so với nồng độ HB1C mà thôi. Được chưa? Vừa tôi nói rồi, HBLC nó là tiêu chuẩn để đánh giá 6-7 thứ xung quanh cái vòng tròn vừa rồi tôi trình bày. HBLC giá trị nó cao hơn nhiều. Ai có ý kiến gì nữa? Vâng, thế thầy em đọc câu hỏi tiếp theo thầy nhé. Rồi. Một bạn có câu hỏi như sau ạ. Một bệnh nhân nữ sinh năm 1987,
tiền cân đái tháo đường nhưng mà chưa rõ típ. Tình trạng bệnh nhân hoàn toàn bình thường khi lấy mẫu, yêu cầu xét nghiệm gluco và HbA1c, kết quả như sau ạ. Gluco ra 310 mg trên đề lít, HbA1c là 20,3, 20,3% ạ. Kết quả như vậy có phù hợp không, và nếu không biện luận như nếu không thì biện luận như thế nào và loại trừ nguyên nhân do hóa chất hay máy móc ạ? HbA1c 20,3 cơ ạ. Vâng, 20,3 rồi ạ. Đây bạn này trong miền Nam hay sao mà dùng đơn vị gluco là miligam trên decilit? Chắc các bạn ở trong miền Nam, hầu như hầu hết các phòng ở trong Nam đang sử dụng đơn vị dạng này. Không biết là bạn nào vừa gửi câu hỏi này thì có thể là bật mic trao đổi cùng với thầy được không ạ? Các bạn nào có câu này hỏi thì cùng trả lời với tôi nào, cùng trao đổi nào. Có ai đây? Bạn chắc là bỏ rồi hả? Thì tôi phải nói như này. 310 mg trên decilit thì tương đương với lại 18,15 mmol trên lít. Vâng. HbA1c là 20,3%. Thì cái câu chuyện này, nồng độ gluca và HbA1c lúc này sẽ không là tỷ lệ thuận nữa. Wow. Mà dựa vào HbA1c để đánh giá rằng là bệnh nhân này là có cái đái tháo đường mãn tính mà sử dụng các loại thuốc không thuyên giảm, không ổn định, làm cho HbA1c vẫn cứ tăng lên. Wow. Thế thì những bệnh nhân này cái biến chứng là chắc chắn trong tầm tay, có rất nhiều các biến chứng xung quanh và cần phải đi tìm thêm các biến chứng, ví dụ như biến chứng thận, biến chứng gan, biến chứng về vữa xơ động mạch, biến chứng về nét bàn chân, bàn tay, nét về thần kinh chức năng, vân vân. Với HbA1c này rất ít những người mà đái tháo đường để cho tình trạng này. Các bác sĩ mà điều trị bệnh nhân đái tháo đường để trong tình trạng này là không ổn. Là không ổn. Phải không? Thế cho nên là tôi cũng tôi muốn lắng nghe cái bạn mà trực tiếp trao đổi này đã làm nhiều lần xét nghiệm như này không? Hay chỉ một lần xét nghiệm thế này? Đấy. Và những người như thế này thì cần phải kiểm tra sát và theo dõi được cái quy trình điều trị của họ. Và tôi tin chắc là những người như này là người ta phải dùng insulin rồi. Và không thể để tình trạng nồng độ đường máu thế này. Và khi mà HbA1c trên 18% là buộc phải dùng insulin, chứ không phải để đến 20,3% này mà chưa dùng insulin. Mà khi đã dùng insulin thì nồng độ đường máu sẽ không bao giờ lại cứ cao vống như thế này. Thế cho nên là cái này chúng ta lại phải gọi là biện luận, là phải nắm lâm sàng, theo dõi sát bệnh nhân mỗi một lần xét nghiệm thì có những dấu hiệu như thế nào và thay đổi ra làm sao, và các chỉ số này được theo dõi trong nhiều tháng để chúng ta đánh giá, chứ không phải là một lần xét nghiệm này mà chúng ta đã có những cái kết luận về họ, và cần phải xem cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Thế nhá, bây giờ bạn nào mà hỏi cái này thì phải trao đổi trực tiếp với tôi để chúng ta cùng trao đổi. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ. Dạ. Thì bệnh nhân này thì em cũng có hỏi qua về mặt lâm sàng và cùng mấy những lần xét nghiệm trước thì bệnh nhân cũng lâu lắm rồi, chỉ có làm cái đường cách đây mấy tháng nhưng mà bệnh nhân cũng không nhớ chính xác kết quả. Rồi HB1C thì chưa làm một lần nào hết, bệnh nhân chỉ có khám làm cái đường rồi lấy thuốc uống thôi. Ừ. Dạ, thế như lần làm HB1C là chỉ có một lần duy nhất này thôi à? Dạ đúng rồi. Ừ, thế thì em phải về mình báo động cho bác sĩ điều trị. Bệnh nhân này chắc chắn là sẽ có biến chứng. Bởi vì là từ 15, HbA1c từ 15-18% là nguy cơ biến chứng rất cao rồi. Thế mà đây 20,3 thì cái tình trạng biến chứng bệnh nhân rất rõ chứ không phải không. Thế và đường máu thì tôi cho rằng là trường hợp bệnh nhân này như vừa em nói là bệnh nhân không được theo dõi đều. Và cái này là phải dùng insulin rồi đấy nhá.
để báo động cho bệnh nhân cái này phải dùng insulin điều trị rồi, chứ không thể dùng thuốc mà cứ kéo này cao vống lên này là không được rồi nhá. Dạ. Mời về em theo dõi nốt bệnh nhân này đi để xem có vấn đề gì lần sau chúng ta có thể trao đổi tiếp nhá. Dạ vâng ạ. Kết quả này nhìn đây tôi biết là phía Nam rồi nhá. Còn ai hỏi trao đổi câu nào nữa không? Vâng, có câu hỏi tiếp theo thầy nhá. Bệnh nhân đã chẩn đoán đái tháo đường, lấy mẫu buổi sáng lúc đói, gluco dư liệu dương tính nhưng gluco máu lại bình thường hoặc giảm. Ngược lại thì có trường hợp gluco máu tăng nhưng không có biểu hiện. Thầy có thể giải thích cho bạn được không ạ? Ok, này thì tôi nói vừa nãy rồi. Tức là đường niệu không có ý nghĩa quyết định để mà chẩn đoán đái tháo đường. Wow. Thế thì đường niệu chỉ là để tham khảo. Mà tại sao thế? Thì tôi xin nói rằng là ở mỗi một bệnh nhân thì có một cái ngưỡng thận đối với quá trình tái hấp thu đường khác nhau. Có người có ngưỡng thận cao, có người có ngưỡng thận thấp đối với quá trình hấp thu glucose ở cầu thận. Thế thì có những người cái ngưỡng thận rất cao, khi nồng độ đường máu cao tới 15-16 milimol trên lít mà đường niệu vẫn âm tính, tức là cái khả năng tái hấp thu của họ rất là tốt, tức là ngưỡng thận cao. Nhưng có người ngưỡng thận thấp, quá trình tái hấp thu có khi nồng độ glucose trong máu chỉ 5,5-6,0 milimol trên lít mà đường trong nước tiểu đã dương tính rồi. Tức là cái ngưỡng tái hấp thu glucose ở tiểu cầu thận rất là thấp. Cho nên tôi xin nói rằng là cái đấy là chúng ta phải như in trong đầu để nói ngay được. Tức là cái sự thay đổi nồng độ đường máu và đường niệu không tỷ lệ thuận với nhau là hay gặp trong lâm sàng. Bởi vì người ta không sử dụng đường niệu cho quá trình chẩn đoán, chỉ là để tham khảo mà thôi. Bởi vì mỗi một người, mỗi một cá thể trong cộng đồng thì có các cái ngưỡng thận đối với quá trình tái hấp thu đường ở tiểu cầu thận khác nhau. Có người có ngưỡng thận cao, có người có ngưỡng thận thấp. Cho nên có những người ngưỡng thận cao thì nồng độ đường máu rất cao mà đường niệu vẫn âm tính. Có những người ngưỡng thận thấp thì đường niệu dương tính rồi mà đường máu vẫn thấp. Đấy, cho nên là chúng ta, tôi xin nhắc lại để chúng ta đưa cái này vào thành cái tiềm thức bật ra ngay. Tức là không lấy kết quả đường niệu để chứng minh, mà dựa vào kết quả đường máu để khẳng định là có đái được hay không. Nhá. Chúng ta có thấy câu này, có ai thắc mắc gì nữa không? Thầy ơi, hiện tại cũng còn khá nhiều câu hỏi thì không biết là thầy có trả lời luôn hay là để buổi hôm sau ạ? Nếu mà các bạn ngồi được, các bạn muốn trả lời được thì tôi cứ trả lời không sao cả, bởi vì là hôm sau lại chuyên đề khác. Còn với buổi cuối cùng thì có thể còn thời gian thì chúng ta lại trao đổi với nhau không sao cả. Chúng ta cứ hết cuối tuần chúng ta trả lời. Mỗi một buổi tối chúng ta dành khoảng 30-35 phút để thảo luận với nhau, không sao cả. À vâng, thế thì em sẽ tranh thủ được câu nào thì câu đấy xem hay không thì mình sẽ dồn ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo là của chị Lịch, là dùng insulin sớm ở các bệnh nhân tiểu đường mắc bệnh lâu từ 15 trở lên, vì đến giai đoạn đó bắt đầu xảy ra sự đề kháng kháng sinh, dùng các thuốc viên kích thích tế bào tụy sinh ra insulin không có tác dụng nữa. Không biết là câu hỏi của chị Lịch. Chị Lịch ơi, chị Lịch có ở đây không ạ? Cái câu này thì tôi nói luôn, tức là tôi hiểu ý của bạn ấy, câu hỏi nó không rõ ràng, nhưng mà đây cũng để nói rõ nhiều người biết. Tức là trong một số trường hợp như vậy tôi nói rồi, dùng thuốc để mà không phải chỉ có kích thích bài tiết, cái cơ chế dùng thuốc của đái tháo đường có rất nhiều cơ chế khác nhau. Ví dụ như có những loại thuốc, ví dụ diamicron, nó có tác dụng kích thích là tăng quá trình hấp thu insulin ở màng tế bào,
đồng thời có khả năng kích thích tế bào tuyến tụy để bài tiết insulin nữa, để làm nhanh chóng làm hạ đường máu. Nhưng cũng có những loại thuốc, tức là ngăn chặn quá trình tổng hợp glycogen ở gan, và tăng kích thích quá trình tổng hợp glycogen ở gan để huy động glucose ở trong máu về gan, cũng làm có tác dụng làm giảm đường máu. Có cái loại thuốc thì ức chế quá trình hấp thu glucose ở ngay niêm mạc ruột, vân vân. Nhưng mà nói tóm lại là tất cả các thuốc uống đang dùng bây giờ là làm dẫn đến một cái hiệu quả tốt cho người bệnh, là kiểm soát được đường máu, làm cho đường máu không tăng, mà đồng thời làm tăng quá trình là chuyển hóa glucose trong tế bào. Các thuốc của chúng ta hiện nay về mặt mục tiêu là như vậy. Nhưng có nhiều bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 dùng các loại thuốc các loại khác nhau kết hợp nhưng làm cho đường máu vẫn không giảm, thì người ta buộc phải dùng insulin. Khi đã dùng insulin thì nó có rất nhiều tác dụng. Insulin ở bên ngoài đưa vào thì nó làm hạ đường máu rất nhanh. Mà hạ đường máu nhanh kết hợp với lại tăng quá trình chuyển hóa mỡ, tăng chuyển hóa đạm, tăng chuyển hóa đường trong tế bào, làm cho tế bào trở lại trạng thái bình thường. Khi mà dùng insulin một đợt, các tế bào gần như được gọi là hoạt động trở lại và bền vững trở lại, thì người ta có thể giảm liều insulin dần, bởi vì không phải là đái tháo đường type 1, không phải là hoàn toàn phụ thuộc insulin. Cho nên người ta dùng insulin trong một đợt cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng, giảm được nồng độ glucose trong máu, giữ được cái nồng độ glucose trong máu ở trạng thái bình thường, ổn định trong thời gian dài, thì người ta bắt đầu giảm liều insulin và bắt đầu quay trở lại dùng thêm các thuốc uống hoặc là điều chỉnh chế độ ăn để duy trì cái hoạt động trước khi dùng insulin. Và cái tế bào lúc bây giờ nó khác với lại tế bào khi mà chưa dùng insulin. Các tế bào nó được trẻ hóa trở lại, được hoạt động trở lại, được khỏe trở lại. Khi nó đã khỏe trở lại rồi thì các trạng thái sinh lý của các tế bào có thể người ta ngừng được insulin mà vẫn đáp ứng được cái quá trình sử dụng thuốc bằng thuốc uống. Và cái mục tiêu sử dụng insulin sớm nó là như vậy, để tăng cường quá trình chuyển hóa đạm mỡ đường trong tế bào. Khi nó đã chuyển hóa trở về ổn định thì chúng ta lại bắt đầu giảm dần liều insulin và sử dụng thuốc uống và điều chỉnh chế độ ăn nhé. Vâng, thầy ơi, thầy. Thưa thầy, một số trường hợp xét nghiệm nồng độ đường máu cao nhưng xét nghiệm HB1C ngưỡng bình thường, trường hợp này giải thích như thế nào ạ? Được rồi. Tôi xin nhắc lại là định lượng glucose trong máu nó không mang tính chất hằng định kéo dài, nó chỉ là nhất thời. Nhưng định lượng HBG nó có tính chất ổn định lâu dài, ít nhất là trong vòng 3 tháng. Cho nên khi mà định lượng HBG có thể ngày hôm nay HBG nó ổn định kéo dài 3 tháng, nhưng ngày mai anh làm glucose trong máu có thể giảm, nhưng mấy hôm nữa anh lại làm glucose trong máu lại tăng, khi trong khi đó nồng độ HBG nó vẫn hằng định. Cho nên không cần phải quan tâm tới là khi đã làm HBG thì tôi đã nói rồi, glucose trong máu có thể tăng có thể giảm bất thường, không cân đối với lại HbA1c. HbA1c là cái chỉ số hằng định, là chỉ số để chúng ta theo dõi và phán đoán, đánh giá được tình trạng nguy cơ biến chứng ra làm sao, tình trạng ổn định của điều trị như thế nào. Đấy là dựa vào HbA1c. Còn khi mà ở những người đái tháo đường kéo dài, người ta cần phải làm HbA1c để duy trì cái đánh giá của bác sĩ, để nhìn nhận quản lý được bệnh nhân đái tháo đường ổn định hay không ổn định, là dựa vào HbA1c nhé. Vâng, em cảm ơn thầy. Đấy, câu hỏi tiếp theo ạ. Thầy ơi, bệnh nhân xét nghiệm HbA1c ra 6,7%, gluco máu lúc đói là 105mg/dL, vậy có bị tiểu đường không ạ? Câu hỏi của bạn. Máu là 105 à? 105mg/dL ạ. 105 thì nó tương đương với lại 5,6 mmol. Nhá.
thì chưa phải là cái chỉ số đái tháo đường. HB1C là 6,7% thầy ạ. 6,7%. Xét nghiệm bao nhiêu lần rồi? À, không biết bạn Phố có ở trong này không ạ? Bạn có thể bật mic để trao đổi thêm với thầy để thầy giải thích thêm cho ạ. Bởi vì là HB1C xét nghiệm 2 lần rồi. 2 lần nó đều là 6,7. Dạ. Rồi. Thế thì trước đó là có đái đường không? Trước đó có đái đường không? Dạ, trước đó thì chưa xác định được. Thì bệnh nhân chỉ là... Không, bây giờ này nhé, thì các bạn làm là phải nghe tôi nói này. Ở những người đã làm HBOC mấy lần rồi thì chắc chắn trước đó người ta đã chẩn đoán đã được. Thì người ta mới làm HBOC. Làm glucosa trong máu chỉ là để phát hiện. À, để sàng lọc và phát hiện ra đái tháo đường. Còn HBOC, mục đích sử dụng HBOC để theo dõi hiệu quả điều trị là chính và tiên lượng quá trình biến chứng bệnh cho bệnh nhân. Thế thì qua đây thì người ta, tôi khẳng định là bệnh nhân này đã được bác sĩ lâm sàng chẩn đoán là đái tháo đường rồi, cho nên mới đi làm HB1C lần thứ hai. Bọn trong lâm sàng đấy, bọn em là các em là không là người chỉ định, các em chỉ là người làm thôi đúng không? Và đúng mà. Thế thì bác sĩ người ta đã chỉ định rồi, tức là người ta đã điều trị cho bệnh nhân rồi. Thế thì ở trong trường hợp này, khi mà nồng độ đường máu 5,6 mmol và HbA1c 6,7, tức là bệnh nhân này tương đối ổn định. Còn dưới 6,5 là lý tưởng. Và tôi vừa nói rồi, trong quá trình điều trị, bệnh nhân đái tháo đường kéo dài nhiều năm mà mục tiêu rất tốt nó là dưới 7,0%, nó đã tốt rồi, từ 6,5 đến 7 là tốt rồi. Đấy. Thế thì ở đây bệnh nhân là 6,7% là tương đối ổn. Và nồng độ đường máu là 5,6 mmol, tức là 105 mg trên decilit, tương đương với 5,6 mmol/lít. Thì đây là bệnh nhân này đã rất là ổn định. Nhá. Rất tốt. Không có gì bất thường trong cái trường hợp này cả. Được chưa? Nó không hoàn toàn tỷ lệ một cách tuyệt đối. Chúng ta lưu ý rằng là một cái thì khẳng định, một cái thì biến động. HBC là tương đối khẳng định. Còn glucosa thì nó thường là biến động theo ngày. Mà thậm chí là theo bữa ăn. Thế cho nên là chúng ta không thể lấy cái nồng độ glucosa so sánh tuyệt đối với HbA1c được. Nhá. Một cái HbA1c thì tương đối là khẳng định. Còn glucosa là biến động. À, nó biến động ở một cái mức cho phép. Cho nên chúng ta không phải lăn tăn ý chuẩn đấy. Được chưa? Yeah. Trường hợp này... Gluco máu bình thường thì có thể là bệnh nhân đã được bác sĩ cho sử dụng thuốc này thầy. À, cho dùng thuốc rồi. Không, với lại HbA1c nó 6,7 thì cũng không phải đáng ngại nhá. Dạ. Rồi. Nó dưới 6,5 là lý tưởng. Nhưng mà 6,7 thì cái sai số của chúng ta là một. Thứ hai nữa là người ta trong quá trình điều trị bệnh nhân đái đường kéo dài mà dưới 7 là tốt rồi. Là lý tưởng rồi. Là ổn định rồi nhá. Mà đường máu 5,6 tức là người ta chắc chắn là người ta đã điều trị rồi, đã dùng thuốc rồi nhá. À, vâng, thầy câu hỏi tiếp theo. Ừ. À, thầy cho em hỏi về rối loạn mỡ máu do đái tháo đường. Bài này chắc phải để buổi thứ hai thứ ba. Không, cái này tôi phải nói luôn. Rối loạn mỡ máu do đái tháo đường thì nếu như chúng ta đã là cử nhân hoặc là đã là bác sĩ rồi thì chúng ta quá hiểu luôn. Ba con đường chuyển hóa glucosid, lipid, protein là một hệ thống thống nhất với nhau để sản phẩm cuối cùng của ba chuyển hóa là acetylcholine đi vào chu trình Krebs để tạo ra năng lượng ở mức tế bào cho tế bào sử dụng năng lượng. Thế thì cả ba con đường này hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một sản phẩm chung. Khi mà rối loạn chuyển hóa glucosid ắt sẽ dẫn tới rối loạn chuyển hóa lipid và sẽ ắt dẫn đến là rối loạn chuyển hóa protein. Wow. Chúng ta lưu ý là cả ba con đường chuyển hóa, mục đích chuyển hóa cuối cùng để tạo ra acetylcholine đi vào chu trình Krebs. Acetylcholine là sản phẩm chung của cả ba con đường. Wow. Khi mà glucosa bị rối loạn thì sẽ tăng cường quá trình sử dụng axit béo, tăng cường quá trình sử dụng lipid để chuyển hóa.
và cũng đến một giai đoạn nhất định cái quá trình rối loạn chuyển hóa glucid nó kéo dài, thì một mình ông chuyển hóa lipid để bù vào cũng không thể đảm đương rồi, cũng sẽ lại dẫn đến rối loạn chuyển hóa tiếp theo. Mà sự rối loạn chuyển hóa lipid sẽ dẫn đến tăng triglyceride, tăng cholesterol, và còn liên quan tới một cái yếu tố nữa là cái vai trò của LDL và HDL. Thế thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta sang đến cái bài rối loạn lipid nữa tôi sẽ chứng minh. Nhưng đã nói đến đái đường là chúng ta phải hiểu là quá trình chuyển hóa đường máu, quá trình chuyển hóa mỡ máu, tức là lipid, quá trình chuyển hóa protein. Ba quá trình này là một thể thống nhất và có chung một sản phẩm cuối cùng là acetin coenzyme A đi vào chu trình Krebs, tiến hành chuyển hóa tiếp tục tạo ra năng lượng cung cấp cho tế bào. Thế mà khi một trong ba cái quá trình bị rối loạn thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến cái sự rối loạn của các thành phần đi sao. Mà chắc chắn là sau rối loạn chuyển hóa đường máu là sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid. Đấy là điều chắc chắn nếu như chúng ta giám sát và kiểm soát không tốt cái nồng độ đường máu. Vâng, thôi bài lipid tôi sẽ nói tiếp. Được chưa? Vâng, em cảm ơn thầy. Nên câu hỏi tiếp theo ạ. HB1C dự đoán biến chứng và tử vong của bệnh nhân đái tháo đường như thế nào ạ? Bạn Trịnh Ninh có hỏi ạ. Vừa nói rồi, vừa nói xong trong cái bài, trong lý thuyết có rồi. Cái HbA1c người ta sử dụng là một chỉ số đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh nhân đái tháo đường và cũng là một thông số để tiên lượng quá trình biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường và đồng thời cũng là một chỉ số để đánh giá sự ổn định hay không ổn định trong quá trình điều trị của bác sĩ đối với bệnh nhân. Cho nên người ta mới định kỳ 3 tháng làm xét nghiệm HbA1c một lần. Nếu HB1C mà không thay đổi, luôn luôn ổn định dưới 7 mmol/L, tức là kết quả điều trị thành công, ít có biến chứng và không có nguy cơ đột quỵ trong quá trình điều trị đái tháo đường. Còn nếu trong 1 năm, trong 2 năm, trong 3 năm, trong những năm tiếp theo, nồng độ HB1C mà cứ tăng dần lên, tức là cái tiên lượng của bệnh nhân rất xấu và đánh giá hiệu quả điều trị là không ổn định, không có kết quả mà cần phải thay đổi phác đồ điều trị để làm sao cái HbA1c phải trở về trạng thái bình thường. HbA1c nó là một hemoglobin có gắn glucose. Cái sự HbA1c càng cao chứng tỏ cái sự ứ đọng glucose trong máu càng cao. Cứ mỗi một định kỳ nó lại gắn vào, mỗi một định kỳ hàng 3 tháng nó lại gắn glucose vào, làm cho nồng độ HB1C tăng cao lên. Tức là anh không kiểm soát được đường máu. Mà đã không kiểm soát đường máu thì cái biến chứng do tăng đường máu càng nguy cơ. Và cái khả năng đột quỵ, khả năng nhồi máu cơ tim, khả năng vữa sơ động mạch, tai biến mạch máu não rất cao khi mà HB1C tăng cao trên 18%. Wow. Cái này tôi đã nói rồi. Để đánh giá cái khả năng tích tụ glucose trong máu được gắn vào hemoglobin để tạo ra HB1C nhá. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thế câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Hoài Việt ạ, thầy cho em hỏi là HB1C ở bệnh nhân suy thận có thiếu máu, những trường hợp này kết quả HB1C có phản ánh đúng không ạ? Cái bệnh nhân suy thận có thiếu máu, HB1C là bao nhiêu? Đấy, bạn nào nói hỏi thì phải nắm chắc. Vâng, bởi vì là cái đấy chúng ta phải xác định là suy thận có trước hay là suy thận có sau. Vâng, mà lại có thiếu máu, mà suy thận có thiếu máu tức là suy thận mãn tính kéo dài thì mới dẫn đến tình trạng thiếu máu. Đấy. Có bao nhiêu? Mười chấm hai rồi. Thế thì ta phải nói với nhau như này nhé. Suy thận độ 1 là nồng độ creatinine trong máu là bao nhiêu? Là dưới 130 mmol/L và trên 115 micromol/L, đúng không? Nồng độ creatinine là lớn hơn 115 và nhỏ hơn 130. Suy thận độ 2 là lớn hơn 130
mà dưới 300 micromol trên lít, chi đoạn độ 3A là lớn hơn 300 nhỏ hơn 500 micromol trên lít, chi đoạn độ 3B là lớn hơn 500 và dưới 1000 micromol trên lít, và suy đoạn độ 4 tức là độ nặng nhất là trên 1000, đúng không? Thế thì thường suy thận độ 3A là suy thận kiểm soát được, chưa phải chạy thận nhân tạo, và thường là do biến chứng của đái tháo đường tiếp 2, thường là như vậy. Và bệnh nhân có một cái chỉ số HB1C 10.2, chúng ta phải so sánh trước đó là người ta bao nhiêu. Và trong một quá trình điều trị bệnh nhân đái tháo đường, HB1C có thể có những lúc nó lên 17, 18, xong người ta điều trị insulin nó xuống dần xuống 10.2. Wow. Xuống 10.2 vẫn chưa phải là chỉ tiêu mong đợi, mà phải dưới 7 là chỉ tiêu mong đợi. Cho nên ở những bệnh nhân HB1C mà 10.2 là vẫn tương ứng, vẫn có thể ngang ngửa để mà khẳng định rằng bệnh nhân suy thận này do biến chứng của đái tháo đường nhá. Khi mà đánh giá một kết quả, một biện luận cho một bệnh nhân là chúng ta phải nắm được cả quá trình. Chính vì thế mà người ta mới khuyến khích là các labo xét nghiệm cần có những tổng hợp, thống kê, nghiên cứu trên các đối tượng bệnh nhân mà chúng ta thấy bất thường và so sánh để theo dõi một quá trình, thì chúng ta sẽ nổi bật lên được là cái ý nghĩa của HB1C rất là tốt. Vâng. Vâng, em cảm ơn thầy. Vâng, rồi. Thầy ơi, có một bạn hỏi về câu hỏi là nếu theo dõi bệnh nhân đái tháo đường trên bệnh nhân có bệnh lý về hồng cầu hoặc thiếu máu thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm HB1C không ạ? Bệnh nhân thiếu máu mà thiếu máu đến mức độ nào? Wow. Bởi vì là thiếu máu hiện nay người ta có phân loại thiếu máu nhược sắc, wow, rồi thiếu máu do hồng cầu nhỏ, các thứ vân vân, rất nhiều thứ. Ví dụ như là thiếu máu mà hồng cầu nhỏ, thì cái hemoglobin lại rất thấp, wow. Đấy. Nhưng mà thiếu máu mà chỉ do số lượng hồng cầu, như hemoglobin vẫn đủ, thì cái quá trình xét nghiệm mới không có ảnh hưởng gì đến kết quả HB1C, tại vì hemoglobin chúng ta phải so sánh với hemoglobin có trong máu, chứ không phải so sánh với lại số lượng hồng cầu có trong máu. Nếu mà hemoglobin vẫn trên 115 gram lít thì chúng ta chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến nhá. Các bạn phải nói tức là chúng ta phải đánh giá cho nó thật đúng mức. HB1C là nằm ở hemoglobin chứ không phải nằm ở số lượng hồng cầu, nằm ở lượng hemoglobin có trong máu của bệnh nhân. Nó gắn với hemoglobin chứ không phải gắn với ngoài tế bào hồng cầu nhá. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy có một bạn hỏi nữa là cách ngừng hẳn insulin để duy trì thuốc uống ạ. Vừa rồi mình đã nói rồi. Tức là khi anh dùng insulin bao giờ cũng dùng từ liều thấp đến liều cao. Đến khi nào đạt được cái kiểm soát được nồng độ gây ra trong máu thì chúng ta giảm dần liều insulin. Và khi đạt được cái nồng độ chúng ta về dưới dưới 7 mmol trên lít và HbA1c cũng chỉ khoảng dưới 7%, tức là hiệu quả điều trị đã trở về bình thường và chúng ta đã đạt chắc chắn là cái lượng insulin đấy đủ để kiểm soát nồng độ đông máu, chúng ta có thể giảm liều dần và theo dõi cái sự giảm đấy, giảm liều insulin mà nồng độ đường máu không tăng, rồi chúng ta giảm đến mức nào đấy để chúng ta vừa giảm insulin vừa kết hợp với lại cái nồng độ, cái lượng, hàm lượng thuốc diamicron hoặc là các thuốc điều trị đái đường bằng đường uống. Và chúng ta giảm tiếp tục và chúng ta lại tăng dần cái liều
thuốc uống lên, và chúng ta vẫn theo dõi hàng tháng, chúng ta xét nghiệm HbA1c vẫn khẳng định, nồng độ glucose trong máu vẫn khẳng định, mà không cần tiêm insulin nữa, chúng ta vẫn giám sát được thì chúng ta bỏ hẳn insulin. Tất cả những vấn đề bao giờ cũng phải dò liều và theo dõi sát cái hiệu quả xét nghiệm, kết quả xét nghiệm để chúng ta đánh giá. Và khi đạt được cái giá trị mong muốn, nồng độ glucose trong máu khẳng định mà không cần tiêm insulin nữa thì chúng ta bỏ insulin. À, thầy ơi, có một bạn nhờ thầy giải thích giúp là cơ chế gây tăng acid uric ở bệnh nhân đái tháo đường ạ. Rồi, cái acid uric thì rất ít liên quan tới bệnh đái tháo đường, nhưng đương nhiên thì acid uric nó là một cái quá trình chuyển hóa độc lập, wow. Nhưng người ta thường ghép nó vào bệnh chuyển hóa. Nhưng chuyển hóa của acid uric không nằm trong quá trình chuyển hóa của lipid, không nằm trong quá trình chuyển hóa đường, không nằm trong chuyển hóa protein, mà nó là chuyển hóa acid nucleic của tế bào. Wow. Tức đặc biệt là nhân bazopurin, trong quá trình thoái hóa nhân bazopurin của tế bào. Wow. Mà tăng giải phóng ra acid uric. Acid uric này lại không được đào thải, lắng động lại trong máu, dẫn đến tình trạng là nó bám vào các khớp ngắn ở các ô mô cái gan bàn chân, ô mô cái bàn tay, hoặc là ở gót chân, ở mắt cá chân, gây ra một bệnh gút. Tôi xin nhắc lại, bệnh đái tháo đường rất ít có liên quan tới bệnh gút, nhưng và bệnh gút người ta cũng ghép nó vào bệnh rối loạn chuyển hóa, bởi vì đó là do acid nucleic. Được chưa? Anh nghe gì nữa không? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy cho em hỏi là khi chạy xét nghiệm HbA1c, nồng độ biến thể HbF hoặc các biến thể khác cao, kết quả HbA1c có phản ánh chính xác trong việc chuẩn đoán và điều trị đái tháo đường không ạ? Những cái biến thể của hemoglobin khác, dạng khác thì không có liên quan nhiều đến HbA1c. Chính vì thế mà người ta thường xét nghiệm độc lập, không cần rất nhiều máy. Bây giờ nó có kết hợp nhiều chức năng để đánh giá tỷ lệ phân loại các hemoglobin, kể cả là xác định được cái tình trạng thalassemia là do sự kết hợp để chẩn đoán các bệnh về máu, hoặc là trong một số máy nó có thì để đánh giá phân loại thay đổi các hemoglobin, các bệnh về máu thôi. Còn trong bệnh đái tháo đường, người ta cần không cần đánh giá các hemoglobin khác, chỉ cần cái lượng hemoglobin HbA1c nó tăng là đã đầy đủ rồi. Và bởi vì các bệnh khác cũng ít ảnh hưởng tới cái sự thay đổi của HbA1c trong bệnh đái tháo đường. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, có một bạn hỏi thế là viện em gặp nhiều trường hợp bệnh nhân sơ sinh có đường máu là nhỏ hơn 1 mmol trên lít mà bệnh nhân vẫn bình thường trong khi lấy mẫu đúng và nội kiểm phòng xét nghiệm đảm bảo, thì thầy giải thích giúp ạ. Bệnh nhân sơ sinh mà nồng độ đường máu trên chưa được đảm bảo được 1 mmol, đúng không? Vâng, đúng ạ. Rồi. Cái này thì tôi phải nói rằng là cũng đây là trường hợp cá biệt, không phải là thường xuyên. Và bệnh nhân vẫn bình thường, đúng không? Bệnh nhân vẫn bình thường. Hay là bệnh nhân ốm đau thì người ta mới làm xét nghiệm chứ. Không, cái này thì mình phải xem lại bệnh nhân 1 mmol trong trường hợp nào. Bạn Trinh, không biết là bạn Trinh có ở còn trong phòng không ạ? Có thể trao đổi thêm để cung cấp thêm thông tin ạ. Còn sơ sinh không tự nhiên lấy máu làm xét nghiệm. Rồi. Vâng ạ, bệnh nhân bình thường ở viện em là bệnh nhân theo dõi ở khoa sơ sinh thì thường là các bạn ấy hay bị suy hô hấp ạ. Thì các bạn ấy hay làm khí máu và các chỉ số sinh hóa ạ. Thì em thấy là lấy khí máu và làm đường luôn ấy thì cũng đảm bảo là gửi máu luôn ấy, nhưng mà thấy chỉ số đường của bạn ấy thấp thì em không biết là
có cơ chế nào gây thấp như thế không ạ? Ừ, rồi thì mình nói luôn, ở những đứa trẻ mà đã nằm nằm ấp, đúng không? Sơ sinh mà cấp cứu nằm nằm ấp mà đã chạy khí máu rồi chắc là phải cấp cứu rồi, đúng không? Vâng ạ. Chứ không thể là bệnh nhân bình thường. Bệnh nhân 1 tháng tuổi, bệnh nhân sơ sinh, dưới 1 tháng tuổi hay là gọi là bệnh nhân sơ sinh nữa, đã cho làm xét nghiệm khí máu chắc chắn là bệnh nhân cấp cứu. Mà cấp cứu thường là những bệnh nhân mà ngạt sau đẻ, hoặc là những bệnh nhân có rối loạn về quá trình làm vàng da tan huyết, hoặc là có những bệnh nhân bị rau quấn cổ rồi tất cả, hoặc là những bệnh nhân mà quá trình đẻ bất bình thường thì người ta mới đưa vào lồng ấp. Thế thì khi lấy máu của bệnh nhân làm khí máu phải là những lấy máu động mạch chứ không phải lấy máu tĩnh mạch, đúng không? Chúng ta làm xét nghiệm là xét nghiệm lấy máu tĩnh mạch ở người lớn, người trưởng thành, hoặc là những đứa trẻ con lớn lấy máu tĩnh mạch để làm xét nghiệm. Và cái tiêu chuẩn định lượng của chúng ta là tiêu chuẩn biện luận theo đường máu tĩnh mạch. Còn một cái loại nữa mà chúng ta biện luận nữa là máu mao mạch ở trên cái hệ thống xét nghiệm máy cá nhân. Thì tôi phải nói luôn là cái nồng độ glucose trong máu động mạch và máu tĩnh mạch thay đổi khác nhau. Và cái chỉ số định lượng đường máu của trẻ con sơ sinh khi chúng ta lấy máu động mạch lại còn phải tùy thuộc xem là bệnh nhân này có đang truyền hay không. Thông thường là những bệnh nhân đã cấp cứu thì lại đang truyền là Larry Clorua hoặc Rengue Lactate, đang truyền. Thế thì cái tỷ lệ dung dịch truyền mà chúng ta không đánh giá được để làm cho loãng các thành phần trong máu, cho nên xét nghiệm của những trường hợp đấy chúng ta phải lưu ý cho là có ý kiến phản ánh ngược trở lại cho lâm sàng. Khi đang truyền thì không nên làm xét nghiệm phân tích các thành phần máu, làm kết quả chúng ta không chính xác đâu. Cái này tôi phải nói thẳng là những bệnh nhân thế đang cấp cứu như thế là đang truyền rồi. Mà đang truyền dịch như thế thì kết quả xét nghiệm không bình thường. Nhá. Cho nên là chúng ta không thể biện luận được đối với lại những trường hợp đó. Được chưa? Tôi đã có một lần thời kỳ mà tôi làm trưởng khoa xét nghiệm sinh hóa, bác sĩ lâm sàng cãi nhau mà tôi chỉ ra, rồi từ đó trở đi nó mới rút kinh nghiệm được. Đang truyền dịch là không được lấy máu làm xét nghiệm. Nhá. Còn ai có em kiến? Cảm ơn. Ai có kiến gì nữa không? Dạ thưa thầy ạ. Thầy ơi, thầy xem phải là những cái bệnh nhân sơ sinh là đang không phải chỉ trong trường hợp vừa nhập viện cấp cứu mà khi mà vừa nằm điều trị ấy, thì em thấy hầu như là các bệnh nhân đó không rời khỏi cái dịch truyền đấy được, nhưng mà bác sĩ vẫn cần phải đánh giá các thành phần máu ấy, thì bắt buộc vẫn phải lấy máu khi bệnh nhân đang truyền, thì làm như thế nào thầy? Bây giờ như này, bệnh nhân sơ sinh mà đang truyền muốn đánh giá được thì các bác sĩ lâm sàng tôi lại phải nói lại là chỉ làm trong những trường hợp thật đặc biệt mà, chứ không phải là cái gì cũng làm để mà đánh giá các tỷ lệ đấy. Lúc bây giờ ví dụ như là hemoglobin rồi hồng cầu các thứ, các chỉ số nó loạn hết ra mà, rất khó đánh giá. Và muốn làm cho nó ổn định thì người ta đã khuyên là để đánh giá các chỉ số sinh học ở trẻ sơ sinh, người ta có thể ngắt đường truyền trong vòng 30 phút cho đến 1 tiếng cho nó ổn định cái huyết động học, sau đó mới lấy máu làm xét nghiệm để đánh giá các chỉ số sinh tồn cho đứa trẻ sơ sinh. Chứ còn lại vừa là truyền dịch ở trên lại dưới lại lấy máu, mà thậm chí lại lấy máu qua đường dịch truyền thì không thể biện luận được, mà kết quả đấy không có ý nghĩa gì. Tôi xin nói lại là như thế nhá. Không có cách nào thay thế cái biện luận đâu. Nhưng đầu là nhân với tỷ lệ pha loãng cũng không đúng. Và lúc bây giờ xét nghiệm là còn phụ thuộc vào cái người lấy. Thường ở những đứa trẻ sơ sinh đấy, lấy ven rất khó, cho nên người ta thường lấy theo cái đường truyền, người ta lấy máu ra để làm xét nghiệm.
chẳng có cái bệnh nhân nào chính xác đâu. Mà người ta lúc bây giờ phải, nếu mà đánh giá được các chỉ số sinh học phải dừng đường truyền lại và sau 30 phút cho đến 1 tiếng cho ổn định huyết động học và thì chúng ta lấy máu lúc bây giờ nó mới cân bằng cái huyết động học và không bị pha loãng máu, nó về bình thường chúng ta xét nghiệm thì mới có tương đối là chính xác được cái viện đoạn được. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, câu hỏi cuối cùng mà thầy cho em hỏi về là vì sao bệnh nhân đái tháo đường lại bị giảm tiểu cầu ạ? Bệnh nhân đái tháo đường giảm tiểu cầu. Cái này thì là tôi cũng ít, tức là có tài liệu nói về biến chứng của đái tháo đường gây giảm tiểu cầu. Không biết là các bạn có gặp nhiều không, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bệnh nhân đái tháo đường mà giảm tiểu cầu thì chúng ta cũng phải xem lại. Nếu như có thể là nó là cái biến chứng của suy thận gây ra một cái rối loạn về quá trình tạo máu. Từ cái câu chuyện mà đái tháo đường gây biến chứng đến bệnh lý của thận. Rồi mới dẫn đến cái giảm tiểu cầu được. Còn tự nhiên giảm tiểu cầu mà không có cái biến chứng khác thì rất là hiếm, bởi vì là trong cái sơ đồ biến chứng của đái tháo đường vừa đấy, chúng ta biết rằng là những cái thông thường được trình bày trong vòng tròn đấy, từ cái đột quỵ rồi nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, vữa sơ động mạch và rồi là bệnh võng mạc, đục thủy tinh thể, nát bàn tay bàn chân, và thậm chí là có một cái thông tin nữa là suy giảm tình dục ở những người đàn ông vào trong biến chứng đấy, nhưng mà lại không thấy có tài liệu nào nói đái tháo đường gây biến chứng giảm tiểu cầu cả. Và giảm tiểu cầu chỉ là hậu quả của bệnh nhân suy thận, và có thể là bệnh nhân đái tháo đường gây suy thận, gây rối loạn bài tiết cái quá trình kích thích tiểu cầu, kích thích thủy xương tạo máu, trong đó có thành phần tiểu cầu. Nó phải là hậu quả của suy thận. Còn nếu không có suy thận mà tự nhiên giảm tiểu cầu thì là một bệnh lý giảm tiểu cầu riêng, cái bệnh về máu riêng nhá. Nó song song độc lập với lại bệnh đái tháo đường. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Một số anh chị học viên nếu có câu hỏi thì có thể là gửi qua cho em để em sẽ tổng hợp để gửi đến cuối khóa học, để chúng ta sẽ có một buổi cuối nhờ thầy giải đáp. Còn buổi ngày hôm nay thì hiện tại cũng quá hơn 10 phút so với bây giờ rồi, tại vì cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị về vấn đề đái tháo đường, cũng là một cái vấn đề rất là hay gặp và nhiều cái trường hợp mà nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp trong các khóa đào tạo trước. Thì thấy thì bây giờ em xin phép khả năng là kết thúc buổi hôm nay ở đây. Thì cảm ơn mọi người và thầy đã trao đổi rất là nhiều các câu hỏi mà giúp ích cho bọn em rất là nhiều. Thì ở buổi sau thì anh chị học viên cố gắng là để cái tên của mình đã đăng ký nhá, để bên trung tâm có thể kiểm soát vấn đề điểm danh một cách tự động. Chứ hiện tại một số các anh chị vẫn đang để một cái tên rất là chung thì rất là khó của em điểm danh, và một số anh chị hiện tại đang vắng. Thì ở buổi sau mọi người nhớ trước khi vào hoặc là sau khi vào đều có thể đổi tên được ạ. Đó một số điểm lưu ý là anh chị có thể là lưu ý trong buổi ngày mai. Thầy ơi, không biết là buổi ngày mai thì thầy sẽ giảng bài tiếp theo là bài nào ạ? Thế nhá, thế thì mình thông báo luôn là mai mình bệnh lý gan mật tụy nhá, phát sinh trong bệnh lý gan mật tụy. Các bạn đọc trước đi nhá. Thế hôm nay là cái bài về đái tháo đường, nó cũng là nội dung nó hẹp thôi. Nó chuyên về một cái như mai là gan mật tụy thì cũng tương đối là dài, và bệnh gan mật tụy cũng là bệnh tương đối là phổ thông và cũng nhiều ý kiến đấy, cho nên mai chúng ta cố gắng một đúng giờ và chúng ta cũng kết thúc vào cái tầm như thế này để chúng ta chuẩn bị các nội dung trao đổi. Và tôi đề nghị các chị là thế này: chúng ta học lý thuyết thì để nhanh quên, nhưng mà chúng ta trao đổi với nhau như thế này, thảo luận như thế này vấn đề nha, chúng ta cố gắng thảo luận. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần nội dung chúng ta thảo luận.
Rồi chúng ta nghỉ đi nhá. Xin cảm ơn. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy ạ. Xin chào các anh chị ở viên ạ. Cảm ơn thầy. Xin chào nhá. Mai chúng ta gặp nhau.